chương 81 Bạch Tố Tố Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm tiên trại phía bắc 30 dặm, một nhánh quân đội chính đang vây công một cái thổ phỉ sơn trại. Cái này thổ phỉ sơn trại nhân số có hơn 700 người, tại này phạm vi 10 dặm cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Tức giận đại bọn giặc. Bởi vì nên thổ phỉ đại trại tới gần một cái thương đạo, bởi vậy mở không sai địa phương huyện nhà đóng quân quân phòng thành cũng tổ chức quá mấy lần vây quét, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nhưng tình huống lần này rõ ràng không giống, vây công thổ phỉ đại trại quân đội nhân số tuy rằng không nhiều, chỉ có khoảng ngàn người, thế nhưng chiến đấu nhưng dị thường cường hãn. Mỗi cái binh sĩ đều là võ sư bên trên cao thủ, hơn nữa vũ khí trong tay cũng không phải là thổ phỉ có thể so với. Doanh trưởng, các huynh đệ công tiến vào. Nhóm này thổ phỉ xong. Trương Trùng Hưng Phấn nói mẹ, ngươi nói những này thổ phỉ làm sao kém như vậy? Trại chủ cũng bất quá là nhất phẩm võ tông, thực lực đồ bỏ đi vô cùng. Lão tử hiện tại đánh rất bất quá ghiền. Quý trì hổ buồn bực nói. Mấy ngày này hắn đã trải qua vài tràng chém giết, đặc biệt là cùng mấy cái đồng cấp cao thủ sinh tử tranh tài càng làm cho hắn thu hoạch cực đại, rốt cục tại ngày hôm qua một trận chiến sau bước ra một bước kia, ung dung đột phá, trở thành nhất phẩm võ tông đại cao thủ. Quý trì hổ một thân thực lực phần lớn là đến từ chiến trường chém giết, bởi vậy hắn mặc dù là vừa đột phá, thế nhưng một thân sức chiến đấu nhưng không kém, hơn nữa bên cạnh còn có một cái nửa bước võ tông trương trùng hiệp trợ, hai người liên thủ, cái này tên là Lam Thái Hồ Thổ Phỉ Lão Đại Căn Bản chưa từng kiên trì thời gian bao lâu đã bị hai người liên thủ chém thành hai nửa. Mất đi sức chiến đấu mạnh nhất Lão Đại, nhóm này Thổ Phỉ Sơn Trại tự nhiên cũng cũng chỉ có sụp đổ phần. Trương trùng, Ngươi đi xem xem, tìm tốt hơn tay thu vào đến, mẹ, lần trước lâm tiên trại phân phối, người chúng ta đều phân đến chút gì cho má ngoạn ý, đây không phải là đánh chúng ta cận vệ doanh mặt ma. Lần này chúng ta độc lập tác chiến, có thể muốn trước tiên đem tù binh bên trong hạt giống tốt đều thu vào đến, không tốt toàn bộ ném đến trại tân binh để hắn doanh giáo đi chọn đi. Quý trì hổ nghĩ đến lâm tiên trại trước chuyện đã xảy ra liền đầy bùng khí. Công hãm lâm tiên trại sau khi toàn bộ lâm sơn thổ phỉ cũng hoàn toàn bị quét ngang. Đến cuối cùng, chỉ là tù binh liền đạt đến hơn 3.000, đối mặt nhiều tù binh như thế, toàn bộ ném đến trại tân binh tự nhiên không được. Liền Lý Lân quả đoán quyết định đem những tù binh này chia ra đến các đội quân bên trong thành lập bổ sung doanh. Thứ nhất có thể làm quân chính quy bổ sung chiến tổn, đệ nhị cũng có thể đem tù binh chia ra mở huấn luyện, giảm bớt trại tân binh áp lực. Một sư phía dưới ngũ giáo binh mã, giáo úy mỗi cái gian xảo, dĩ nhiên tại úy trì hổ đột phá võ tông thời điểm, sớm hành động đem hảo binh mầm đều chọn đi, còn lại không phải thực lực nhược, là được rồi tuổi tác già nua. Điều này làm cho úy trì hổ rất là ánh lửa, đem sự tình bẩm báo Lý Lân trước mặt, ngược lại bị Lý Lân một trận thoá mạ. Hiện tại vệ quốc quân đã không phải là chỉnh biên trước hỗn loạn thời điểm, hiện tại các quân cũng đã bị Lý Lân thu phục. Mỗi cái giáo úy ứng cử viên tất cả đều là Lý Lân tự mình đề bạc tâm phúc, đều không phải cái gì dễ đối phó nhân, mới có lợi đương nhiên dùng sức đoạt, ra tay chậm chỉ có thể chịu thiệt. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lý Lân cũng không dễ quá đáng nhúng tay. Tại khoảng cách cận vệ doanh bên ngoài 10 dặm một ngọn núi nhỏ trên, Lý Lân lâm thời quân trướng liền thiết lập tại nơi này. Một sư chủ lực đều thả ra diệt cướp, đã trải qua mấy ngày chiến sự, trong quân các bộ đã đối với diệt cướp xe nhẹ chạy đường quen, hơn nữa không có cái gì cường lực thổ phỉ, Lý Lân tự nhiên lười mọi chuyện bận tâm. Điện hạ, đại quân có hay không hẳn là dừng lại nghỉ ngơi một chút, chúng ta đã càng quét hơn 30 cổ thổ phỉ, phạm vi mấy chục dặm nạn trọng cướp đều bị chúng ta quét sạch. Chu Thắng Nam đi vào soái trướng nói rằng, không vội, các giáo cũng đã đánh điên rồi. Để bọn hắn hảo hảo phát tiết một chút đi. Tháng năm, Lâm Sơn lấy bắt đến biên giới còn có vài cổ không kém gì Lâm Tiên trại đại thổ phỉ, đây mới là nhu muốn chúng ta coi trọng, còn trên đường tiểu thổ phỉ, liền do cho bọn hắn đi nháo đi. Lý Lân ngược lại là không chút nào sốt ruột. Một sư lấy giáo làm đơn vị, tại thêm vào nhân số nghiêm trọng vượt biên chế cận vệ doanh, tổng cộng chia ra lục lộ hành động. Các đội quân bởi vì Lâm Sơn phân phối tù binh sự tình đều kìm nén một cổ khí. Hơn nữa công phá thổ phỉ doanh trại, đoạt được kim ngân tài bảo đều bị phân phối cho các binh sĩ, điều này cũng làm cho các binh sĩ khí thế tăng vọt. Trực tiếp diệt cướp nghiện, ở trong mắt bọn hắn, cái kia thổ phỉ là được rồi dài ra chân chiến công cùng kim ngân tài bảo. Xác thực, không nghĩ tới chỉ cần hắc thủy tỉnh vùng đất phía Tây liền loạn đến loại trình độ này, cái kia các thế lực lớn tập hợp vùng đất phía Đông lại nên là loại gì tình huống. Cũng không biết cái khác mấy đường chiến công như thế nào. Chu Thắng Nam Biên vẽ địa đồ vừa nói nói. Đây là Lý Lân giao cho hắn vẽ địa đồ phương pháp. Loại này địa đồ các loại địa hình thông qua đường mức họa đi ra, vừa xem hiểu ngay, cũng đại đại trống trải đồ giả đại cục ý thức. Chu Thắng Nam vừa nhìn thấy liền cuốn quýt lấy Lý Lân học được. Hiện tại càng là vẽ lên ghiền. Ven đường các loại địa hình hắn cũng có hội chế ra, đặc biệt là những này đặc thù địa hình, hắn càng là sẽ rút ra thời gian tỉ mỉ tra xét. Bọn họ đều là trên chiến trường hạ xuống lão tướng đối phó những này thổ phỉ tự nhiên là điều chắc chắn. Hơn nữa bổn hoàng tử đã phái người cho bọn hắn đưa đi tù binh chính sách, chắc chắn chờ đến tam quân hội sư lúc, binh lực của bọn hắn cũng đem đạt được quy mô lớn tăng thêm. Lý Lân cười cười nói rằng, Điện hạ, ngươi vẫn đúng là muốn quét ngang này vùng đất phía tây thổ phỉ A, ta nghĩ lấy tiền thiết long tướng quân cùng trần mặt tướng quân tính cách, đạt được ngươi mệnh lệnh này còn không liều mạng khoách quân. Giống như ngài nói, bọn họ là lão quân lữ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, diệt cướp càng là thủ đoạn thông thạo, làm không tốt đến hay nhất binh lực của bọn hắn mở rộng trình độ sẽ làm ngươi thất kinh. Chu Thắng Nam nói rằng, không sao, phía Bắc còn có 500.000 chân vũ quân đoàn, liền coi như bọn hắn hợp nhất một triệu phỉ binh, bổn hoàng tử cũng không phát sâu. Lý Lân không để ý chút nào, đại lãng đào xa, còn lại mới là vàng. Rất không may, Lý Lân cần chính là vàng, dưới trướng hắn ngự lâm quân cùng hợp nhất phỉ binh đều xem như là đựng vàng sa tử hai người duy nhất không giống là ngự lâm quân hàm kim lượng so với phỉ binh cao hơn nhiều báo cáo điện hạ bạch tiểu thư cầu kiến một tên cận vệ doanh binh sĩ đi tới thông báo bạch tiểu thư cái nào bạch tiểu thư quân doanh trọng địa nơi nào đến tiểu thư lý lân sắc mặt trầm xuống nhăn lại lông mày có một vệt uy nghiêm điện hạ bạch tiểu thư không phải ngươi cứu trở về sao chu thắng nam một mặt cổ quái nói rằng ta lúc nào lý lân đầu đầy vụ thủy là được rồi ngươi giết lâm tiên trại thiếu trại chủ anh hùng cứu mỹ nhân lần kia chu thắng nam nói rằng hắn không tự chủ liếc lý lân một chút vẻ mặt để lý lân có chút không hiểu ra sao ngươi nói đúng nàng a à, nàng còn chưa đi ta không phải nói lưu lại một ít kim ngân lương thực phái hết thảy cứu ra nữ nhân sao lý lân trầm giọng nói rằng hắn lúc đó anh hùng cứu mỹ nhân thuần túy là nhất thời chơi vui bị cứu nữ nhân là mỹ là xấu lý lân căn bản chưa từng lưu ý hiện tại nàng bỗng nhiên đụng tới để lý lân ngạc nhiên không ngớt hoàng tử của ta điện hạ ngài anh hùng cứu mỹ nhân đến nữ nhân ai dám đánh đuổi huống chi ta cũng không cho là nàng là một dễ dàng đánh đuổi người Chu Thắng Nam đứng lên, đầy mặt xem kịch vui vẻ mặt. Để cho nàng đi vào đi. Lý Lân có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Đi tới nơi này một đời, Lý Lân có ý định tách ra nữ nhân, thế nhưng những cái này tuyệt thế mỹ nữ nhưng từng cái từng cái cùng hắn sản sinh gặp nhau, từ thị nữ giao cơ, tần gia đại tiểu thư tần tuyết linh, cùng kiếp trước chí yêu có chính phần tương tự lâm vãn tình, lấy hoàng tỷ thân phận xuất hiện thiên chi kiêu nữ trưởng công chúa Thanh Vi, bởi vì trả thù mà sản sinh gặp nhau lưu thanh thanh những nữ tử này dung mạo đều có thể nói tuyệt thế có thậm chí đã tại lý lân đáy lòng sinh ra gần sống nhưng hắn cuối cùng vẫn là tránh được không phải lý lân không dính khói bụi trần gian hắn cũng là huyết khí phương cương người đàn ông sở dĩ có loại này tiêu mới chỉ là đáy lòng vẫn có đạo khảm không qua được hay là kiếp trước tình thương mang đến di chứng doanh trướng mở ra một tên cô gái áo trắng đi tới nữ tử xem ra nhị tám năm hoa, vóc người cao gầy, một thân màu trắng nhuyễn giáp đem ngạo nhân vóc người tôn lên vô cùng nhường nhuyễn. Đầu đầy hắt ti tự nhiên buông xuống hai bờ vai. Một tấm trên gương mặt trái xoan chưa thi phấn trang điểm, da dẻ ống ánh long lanh, làm cho người ta cực kỳ sạch sẽ cảm giác. Một đôi mắt to trong suốt thấy đấy, thế nhưng chuyển động nhưng làm cho người ta một bên trong giảo hoạt giả tính cảm giác cả ngươi để lộ ra một loại không giống với thế gia tiểu thư giả tính mỹ nữ tử tiến vào quân trướng đối mặt hai nam nhân đánh giá chút nào không có nữ hài ngượng ngùng tâm ý trái lại dường như nam nhi bình thường ông quyền hành lễ đạo bạch tố tố cảm ơn tam điện hạ ân cứu mạng không sao bổn hoàng tử cứu ngươi cũng là thuận lợi chi lao quân doanh trọng địa không thích hợp nữ tử ra vào nơi này có chút ngân lượng ngươi mang theo rời đi thôi lý lân mặc hiện lên vẻ kinh dị nhưng hắn vẫn là vung tay lên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít kim ngân ném cho bạch tố tố dân nữ không muốn kim ngân chỉ cầu điện hạ chấp thuận dân nữ tòng quân bạch tố tố đối với lý lân ném ra kim ngân chẳng thèm ngó tới một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chầm chầm lý lân ngươi muốn tòng quân lý lân ngạc nhiên không tự chủ nhìn chu thắng nam một chút Chu Thắng Nam để Lý Lân cái nhìn này nhìn ra cực không thoải mái, rất là bất mãn lườm hắn một cái. "Vâng, dân nữ từ nhỏ chí nguyện là được trọi tòng quân, khi một tên trong rủi xa trường nữ tướng quân." Bạch Tố Tố khẳng định nói, trong giọng nói thể hiện ra một cổ mày liễu không nhường mày râu anh khí. "Trong quân không thu nữ tử, đây là quy định." Lý Lân Hào không chậm trễ từ chối. Thương Long Đại Lục là cùng loại Trung Quốc cổ đại phong kiến thế giới đây cũng không phải là hậu thế dân chủ xã hội. Tuy rằng nữ binh không phải chuyện ly kỳ gì, thế nhưng xã hội chủ lưu tư tưởng vẫn là chiến tranh, để nữ tử đi ra. Lý Lân cũng không hứng thú kia tại đời này đảm nhiệm nữ quyền vận động giả. Huống chi này bạch tố tố dài ra một bộ hòa quốc ương dân tướng mạo. Tiến vào trong quân e sợ không hẳn là phúc. Hồng nhan họa thủy đây là trải qua vô số máu tươi chứng minh. Quy củ là chết người là sống. Húng chi dân nữ gia đã bị cẩm bằng cái kia giết ngàn đao phá hủy. Dân nữ phụ thân cũng chết ở trong tay của hắn. Dân nữ bị nắm thời điểm đã từng xin thề, ai nếu như có thể cứu dân nữ, cũng vì dân nữ báo thù giết cha. Dân nữ liền cả đời vì hắn khi ngưu làm mã. Sau đó điện hạ cứu dân nữ, liền tính điện hạ không cho dân nữ tổng quân, dân nữ cũng cùng định ngươi bạch tố tố đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chầm chầm lý lân soái trướng trung khí phân trong lúc nhất thời biến có chút quỷ dị lý lân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bạch tố tố trong ánh mắt tránh qua một vệt hàng quan trực giác nói cho hắn biết bạch tố tố nói dối tuy rằng không biết nguyên nhân gì nhưng lý lân rất không thích chơi tâm cơ nữ nhân mặc dù nữ nhân này dung mạo như thiên tiên cũng một bộ nguyện ý vì ngươi khi ngưu làm mã tư thế Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 82 Biên quan vệ thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Quân doanh là nam nhân địa bàn, ngươi một cô nương gia liền không muốn đi theo mù trộn đều rồi Nhanh cầm những này kim ngân tiền tại rời đi thôi tìm cái nam nhân tốt gã cho giúp chồng dạy con không phải so với ra chiến trường chém dết hảo nhiều. lý lân mở miệng nói rằng điện hạ dân nữ không muốn như phổ thông nữ tử như thế một đời vây quanh một nam nhân chuyển dân nữ muốn chứng minh nữ tử một điểm không thể sau người đàn ông kém dân nữ chí hướng là trở thành xuất lĩnh thiên quân vạn mã quyết chiến xa trường cân quắc nữ tướng thỉnh điện hạ thành toàn bạch tố tố hào không hề bị lay động một đôi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kiên định. Lý Lân xoay người nhìn về phía Chu Thắng Nam, hy vọng hắn có thể mở miệng khuyên đi nữ nhân này. Ai biết Chu Thắng Nam căn bản là không để ý tới hắn này một tra, vùi đầu chỉnh lý trên tay hồ sơ. Để Lý Lân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ quyết tâm của ngươi lớn đến mức nào, bản trong quân doanh đều sẽ không thu ngươi, không muốn dây dưa, mau mau rời đi thôi. Lý Lân trầm giọng nói rằng. Điện hạ ngươi liền như vậy tâm địa sắt đá. Mắt thấy ta một cái thiếu nữ tử lưu lạc đầu đường. Bạch Tố Tố tội nghiệp nói rằng, bổn hoàng tử vẫn không có nghe nói bác phẩm võ sư cấp võ giả là thiếu nữ tử. Lấy thực lực của ngươi, liền tính tại này thổ phỉ hoành hành hắc thủy tỉnh đều có thể hoạt rất tốt, bổn hoàng tử còn có quân vụ phải xử lý, ngươi đi đi. Lý Lân vương tay, làm ra một cái thỉnh tư thế. Điện hạ bạch tố tố sắc mặt rốt cục thay đổi nàng hiện tại đã biết rõ lý lân tuyệt đối không phải nói giỡn mà thật sự là không muốn thu nàng bạch tố tố tuy rằng xuất thân thổ phỉ sơn trại cá tính muốn so với bình thường nữ tử mở ra nhiều mưa dầm thấm đất dưới tâm tư cũng không hề tướng mạo như vậy thanh thuần nàng đối với dung mạo của mình có tự tin ngày hôm nay lại đây nàng càng là tận tâm trang phục một thoáng tuy rằng chưa từng tô son điểm phấn nhưng ngạo nhân vóc người phối hợp thanh thuần dung nhan đủ để để có nam nhân ghé mắt. Đáng tiếc, nàng tính toán mưu đồ vừa bắt đầu liền sai rồi, Lý Lân không phải không gặp gỡ mỹ nữ quê mùa, liền tính đúng là tuyệt thế mỹ nữ, Lý Lân cũng chưa chắc sẽ có động. Huống chi bạch tố tố vừa lên đến rồi cùng hắn chơi tâm nhãn, điều này làm cho Lý Lân từ đáy lòng sinh ra một loại phản cảm. Thắng Nam, tiễn khách. Lý Lân vung tay lên, hào không khách khí nói, ta à không đi. Bạch Tố Tố quật cường nói rằng. Ngươi. Lý Lân cao mày, đối với Bạch Tố Tố như vậy điêu hoa tính cách rất là bất mãn. Điện hạ, hay là lưu lại nàng cũng không phải là chuyện xấu gì. Căn cứ ta hiểu rõ, tại ta đại đường trong lịch sử có thể là đã ra không ít nổi danh nữ tướng, chỉ là đến gần trăm năm, nương tử quân triệt để ở trong quân thủ tiêu mà thôi. Huống chi võ đạo tu luyện tới trình độ nhất định, người đàn ông không hẳn so với nữ nhân chiếm ưu thế. Bạch Tố Tố dù sao cũng là bác phẩm võ sư, tổng quân lên chiến trường cũng có thể trở thành ưu tú binh sĩ. Hơn nữa ven đường bên trong còn sẽ có rất nhiều thực lực bất phạm nữ thổ phỉ, những người này huấn luyện được rồi cũng là một cổ sức chiến đấu. Chu Thắng Nam mở miệng nói rằng, Hồ đồ! Hiện tại bổn hoàng tử chuyện phiền toái còn thiếu sao? Nương tử quân, thiệt thòi ngươi nghĩ ra lý lân lường hắn một cái có chút không nói gì nói rằng là vâng đúng a à, điện hạ ta đại đường trong lịch sử nhưng là có không ít nổi danh nữ tướng các nàng xuất lĩnh thiên quân vạn mã trấn áp các nơi phản loạn chiến công so với năm lý tướng quân còn muốn chói mắt vì sao đến điện hạ nơi này nhưng kỳ thị nữ nhân xem thường nương tử quân bạch tố tố thấy có người âm thanh viên lập tức khí thế tăng mạnh liền kỳ thị nữ nhân như vậy chụp mũ cũng dám cho Lý Lân chụp lên. Ngươi thật muốn gia nhập quân đội. Lý Lân sắc mặt biến thành màu đen, nhìn về phía bạch tố tố ánh mắt tràn đầy nguy hiểm vẻ. Là, vâng, đúng. Cầu điện hạ thành toàn. Bạch tố tố kiên định nói rằng. Được. Bổn hoàng tử đồng ý ngươi tòng quân. Hiện tại liền cho ngươi phân phối nhiệm vụ sai nữ binh bạch tố tố làm gốc hoàng tử phụ tá chu thắng nam thiếp thân thị vệ. Nhớ kỹ, là thiếp thân thị vệ. Lý Lân quỷ dị cười cười nói rằng. Bạch tố mặt liền biến sắc, nhìn về phía Lý Lân ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Chu Thắng Nam trên mặt trêu tức vẻ trong nháy mắt biến mất, không nghĩ tới chính mình vốn định tam hoàng tử chuyện cười một câu nói nhưng làm tức giận trên người nếu như là những nam nhân khác có bạch tố tố như vậy tuyệt sắc mỹ nữ khi cận vệ, vậy còn không vui điên rồi chu thắng nam nhưng là có miệng khó trả lời điện hạ ta chỉ là cái phụ tá nơi nào cần thiếp thân thị vệ kính xin điện hạ thu hồi thành mệnh trong quân kham khổ vẫn để cho bạch tiểu thư khi điện hạ thiếp thân thị vệ đi chu thắng nam vẻ mặt đau khổ nói rằng nói bậy bổn hoàng tử làm một quân chủ soái bên người theo nữ nhân toán chuyện gì xảy ra ngươi làm bổn hoàng tử phụ tá bên người đang cần cái thị vệ thư đồng ta bạch tố tố cũng không tệ lắm bác phẩm võ sư thực lực cũng miễn cưỡng có thể để bảo vệ ngươi lý lân nhìn chu thắng nam chân tay lúng cuốn dáng vẻ buồn cười nói rằng bạch tố tố bắt đầu từ hôm nay ngươi liền theo chu tiên sinh bảo vệ hắn an toàn còn ngươi khi tướng quân ý nghĩ vẫn là tạm thời bỏ đi hảo đừng tưởng rằng trong quân tướng lĩnh là tốt như vậy khi đặc biệt là một người phụ nữ nếu muốn trở thành để toàn quân kính yêu tướng lĩnh liền cần trả giá càng nhiều nỗ lực chu tiên sinh là một kỵ nhân theo hắn ngươi mới có thể có nổi bật hơn mọi người cơ hội lý lân thần sắc lạnh nhạt nói vâng bạch tố tố mặc dù đối với kết quả này không phải rất hài lòng nhưng so với bị đuổi ra quân doanh trước tiên theo tam hoàng tử tâm phúc phụ tá cũng không tồi điện hạ ngươi nhưng là cho ta cái phiền toái lớn chu thắng nam cười khổ nói tại sao là phiền phức đây này bạch nương tử tuy rằng giả tính một điểm nhưng này vóc người cái kia khuôn mặt phối ngươi thừa sức tiểu tử ngươi đừng đang ở phút bên trong không biết phút lý lân điều cười nói loại này diễm phúc ta ninh cũng không nên chu thắng nam nghiêm mặt nói rằng ta nói thắng nam a à, ngươi có phải hay không thân thể có vấn đề lý lân đến gần ám muội nói rằng chu thắng nam không tự chủ thối lui mang theo không tự nhiên nói rằng thân thể của ta rất tốt không có bất cứ vấn đề gì cái kia ngươi chính là trong lòng có vấn đề ngươi sẽ không phải yêu thích người đàn ông chứ lý lân trêu tức nói rằng ngươi ngươi mới yêu thích người đàn ông mặc kệ ngươi ta đi trinh sát doanh nhìn tình huống nói chu thắng nam cũng như chạy trốn xuất ra lều lớn Lý Lân nhìn Chu Thắng Nam bóng lưng, mang theo trầm tư nói rằng. Người trên người gia hỏa này đến cùng có bí mật như thế nào? Xem ra bổn hoàng tử cần tỉ mỉ đào móc đào móc mới được. Cứ việc Chu Thắng Nam thấy thế nào cũng chỉ là một cái tướng mạo thanh tú người đàn ông, nhưng hắn một ít theo bản năng hành vi quá mức nữ tính hóa, đặc biệt là tiếp cận nghe thấy được mùi thơm, để Lý Lân đấy lòng sản thành rất lớn nghi hoặc. Bạch tố tố sự đối với Lý Lân mà nói chỉ là một cái tiểu nhạc đệm một sư vẫn chưa tại khu vực này dừng lại, mà là lấy quét ngang thiên quân tư thế đi tới. Hắc thủy tỉnh vùng đất phía tây thổ phỉ có thể coi là là đen đuổi. Sơn trại bị đánh tan, phỉ chúng không phải là bị giết là được rồi bị nắm đi. Bắt đầu mấy cái doanh giáo vẫn tại tù binh bên trong chọn lựa kiếm, sau đó trực tiếp không chọn, cái gì mặt hàng cũng dám muốn, quả thực đến sống nguội không kỵ trình độ này dẫn đến kết quả chính là để nhất sư binh lực lấy khiến người ta trần trối ngoát mồm mau chóng bành trướng. Nếu như không phải từ các nơi thổ phỉ sơn trại thu được sung túc lương thực những vật này tư, riêng là nguyên bản trong quân mang theo lương thực căn bản là không đủ dùng. Binh lực bành trướng mang đến chỗ tốt là được rồi tại hắc thủy này tỉnh vùng phía tây trên mặt đất mấy ngàn người quy mô đại thổ phỉ đối với hiện tại một sư mà nói căn bản là không tính là gì. Riêng là cận vệ doanh binh lực liền vượt quá 5 ngàn người chớ đừng nói chi là điên cuồng trình độ không kém gì cận vệ doanh cái khác ngũ giáo binh mã. Điện hạ, lại có thêm ba ngày, chúng ta là có thể chạy tới vệ thành, đến thời điểm tam quân hội sư, ta không ngờ rằng chúng ta vệ quốc quân sẽ bành trướng đến mức độ nào. Chu Thắng Nam cầm lấy mới sao chép hồ sơ nói rằng, từ bắt đầu diệt cướp đến bây giờ đã hơn nửa tháng. Đại quân phá hoạch bao nhiêu sơn trại, giết bao nhiêu người làm chuẩn quân sư Chu Thắng Nam đều không làm rõ ràng được đại quân nhân viên hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang biến động. Đặc biệt là mỗi lần phá hoạch đại thổ phỉ sơn trại, các doanh giáo nhân số tất nhiên tăng trưởng. Riêng là ghi chép nhân số hồ sơ, Chu Thắng Nam cũng đã thay đổi mười mấy tấm. Nếu không phải Lý Lân tặng cho hắn một chiếc không gian giới chỉ, e sợ Chu Thắng Nam dọc theo đường đi tích lũy hồ sơ cùng hòa bản đồ địa hình đều đủ mấy cái cường tráng binh sĩ dơ lên. Hiện tại một sư đã tiếp cận biên cương phía trước trăm dặm là được rồi chân vũ quân đoàn cùng tam đại lang quốc đối lập tiền tuyến bởi vì rời xa quan đạo lý lân đám người cũng không biết biên cương chiến cuộc như thế nào thế nhưng càng tiếp cận biên cương đụng tới tan vỡ binh cùng đánh tác thổ phỉ cũng thì càng nhiều mang đến tin tức cũng là sốc xếp có nói đánh thắng trận cũng có nói nếm mùi thất bại tuy rằng không rõ ràng chiến cuộc nhưng chiến tranh bạo phát đã tiến vào một tháng Tam Đại Lan quốc đại quân chưa từng tiến vào Hắc thủy tỉnh Phúc Địa nhưng là sự thực. Vệ thành sau khi là được rồi cử khuyết thành, chính là ta đại đường đệ nhất hùng quan, cũng là Lan quốc cùng chân vũ quân đoàn đối lập địa phương. Đi gần một tháng đường, chúng ta rốt cục thì đến biên quan. Lý Lân cười nói. Vũ tiếp cận biên quan thế cục lại càng khẩn trương. Cho tới bây giờ, liền trong không khí tự hồ cũng tràn ngập nồng đậm vẻ khẩn trương. Hiện tại ta càng lo lắng hơn Tam quân hội sư sau khi làm sao bây giờ? Hiện tại các giáo nhân mã mở rộng quá lợi hại. Vốn cho là nhiều nhất cũng là mở rộng gấp 2 3 lần. Bây giờ nhìn lại chúng ta vẫn là đánh giá thấp các doanh giáo tướng lĩnh quyết đoán. Riêng là từ một sư tình huống đến xem, binh lực mở rộng gấp 10 lần còn nhiều. Lượng lớn thổ phỉ gia nhập vào, nhưng cũng cho chúng ta bộ đội lực chiến đấu mức độ lớn giảm xuống. Điện hạ chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cho bộ đội bớt mập một chút, bằng không chúng ta diệt cướp luyện binh mục đích liền toàn bộ đánh mất. Không vội, đợi được tam quân hội sư sau khi, bổn hoàng tử tự có biện pháp. Lý Lân cười cười nói rằng, Vệ thành, đại đường tới gần biên cảnh thành thị, vốn là đại đường cùng phía Bắc Lan Quốc làm ăn vật tư trữ hàng địa. Sau đó mấy quốc phát sinh chiến tranh, thương lộ đoạn tuyệt, vệ thành cũng cấp tốc tiêu điều lên sau đó chân vũ quân đoàn tướng quân nhu cung cấp địa thiết lập ở tại nơi này có thể xem chặn lại tòa thành thị này suy yếu mà tướng vệ thành thủ tướng giang hoài gặp gỡ tam hoàng tử điện hạ vệ thành bên dưới thành một tên kim giáp tướng quân dẫn người ra khỏi thành tới đón tiếp vệ tướng quân miễn lễ vừa cương chiến sự làm sao bổn hoàng tử bởi vì trên đường xảy ra chút vấn đề sở dĩ có chút trì hoãn thời gian lý lân trầm giọng nói rằng về điện hạ Tần lão nguyên soái trong 7 ngày trước cũng đã chạy tới vệ thành hiện tại đã đến cự khuyết thành toàn diện chủ trì quân vụ nguyên soái mệnh lệnh có mặt tướng cỡ này hậu điện hậu giang hoài lớn tiếng nói lão nguyên soái tới xem ra bổn hoàng tử bỏ lỡ rất nhiều sự a à. Lý Lân cười cười trong lòng cực kỳ yên tâm có tần một lão nguyên soái tại này phía Bắc nhưng là an toàn không ít chương trình ủng hộ thương hiệu việc của tàn thư viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Đạo Thải Diễn Tập Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vệ thành nhân khẩu mấy triệu, tại chiến tranh bạo phát trước đó cực độ phồn vinh. Nhưng theo phía Bắc Tam Đại Lan quốc đột kích, chiến tranh quy mô không ngừng thăng cấp, vệ thành thế cuộc chưa từng có khẩn trương, nhân khẩu cũng mức độ lớn giảm thiểu binh hoang mã loạn tạo thành vệ thành nhân khẩu quy mô lớn trôi đi trước đây nối liền không dứt thương khách càng là không thấy hình bóng tam đại lang quốc đột kích này tại đại đường kiến quốc tới nay vẫn còn thuộc về lần đầu điện hạ mạc tướng đã ở trong thành thu xếp nơi ở thỉnh điện hạ đi tới nghỉ ngơi kim giáp tướng quân giang hoài cung âm thanh nói rằng làm phiền tướng quân bổn hoàng tử vệ quốc quân nhu muốn tại vệ thành dừng lại hai ngày hy vọng tướng quân có thể thu xếp hảo nơi đóng quân cùng với quân nhu cung cấp điện hạ nguyên soái có phân phó hy vọng ngài có thể tại vệ thành hơi sự nghỉ ngơi lập tức dẫn dắt vệ quốc quân chạy tới cự khuyết thành người xem có phải hay không dựa theo nguyên soái mệnh lệnh đến trước hết để cho vệ quốc quân khởi hành chờ đến cự khuyết thành sau tiếp tục nghe từ nguyên soái thống nhất chỉ huy giang hoài có chút khó khăn nói rằng vệ quốc quân vẫn còn chưa hoàn toàn đến đợi được các sư hoàn toàn hồi sư, bổn hoàng tử đương nhiên sẽ không trì hoãn. Đúng rồi, đây là bổn hoàng tử quân sư Chu Thắng Nam, liên quan với vệ quốc quân thu xếp vấn đề ngươi có thể cùng hắn thương lượng. Bổn hoàng tử đã sớm biết vệ thành là lính biên phòng kho lúa, liền tính bỗng nhiên tăng thêm không ngàn người, lương thực hẳn là vẫn sung túc đi. Lý Lân cười đem Chu Thắng Nam giới thiệu cho Giang Hoài. Có thể bị tần mục lão nguyên soái coi trọng trấn thủ lương đạo trọng địa, tất tại lính biên phòng tất nhiên không phải đơn giản nhân vật hơn nữa hiện tại vệ quốc quân cái khác hai sư nhân mà xác thực chưa từng vừa đuổi tới lý lân liền tính biết phía trước quân tình khẩn trương lại cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại vệ quốc quân lượng lớn hợp nhất thổ phỉ vấn đề quá to lớn nếu như không giải quyết một thoáng lý lân là không dám mang theo một đám đạo quân ô hợp ra chiến trường đã như vậy mạc tướng lập tức thu xếp vệ thành trữ hàng lượng lớn lương thực không cần nói chỉ là chỉ là 70,80 ngàn người, liền tính lại nhiều gấp bội cũng vẫn như cũ không thành vấn đề. Điện hạ xin yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Giang Hoài gật đầu một cái, đầy mặt ngạo nghễ nói rằng. Tháng năm, ta phán đoán Thiết Long cùng Trần Mặt bọn họ đuổi đến nơi đây ít nhất còn muốn thời gian hai ngày, chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Vệ thành bên ngoài 30 dặm đồi núi, chính thích hợp công phòng diễn luyện tại công phòng diễn luyện bên trong đồng thời tiến hành toàn quân kiểm tra người thất bại đào thải ra khỏi chủ lực bộ đội đánh tới trại tân binh bên trong tăng mạnh huấn luyện còn lại tinh nhuệ ra chiến trường ta cũng yên tâm một ít lý lân trầm giọng nói rằng yên tâm đi điện hạ kế hoạch đã sớm định ra hảo hơn nữa chúng ta trả lại cho nhị sư cùng ba sư chuẩn bị một món lễ lớn tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ chung thân khó quên chu thắng nam mang theo nghịch ngợm cười nói ừm bổn hoàng tử chỉ kết quả còn quá trình ngươi xem đó mà làm không muốn khiến cho quá mức máu tanh lý lân thần sắc lạnh nhạt nói chu thắng nam không nói gì cái gì gọi là không muốn quá máu tanh ngươi chế định diễn luyện kế hoạch có thể đều là chân ướt chân ráo còn có tử vong chỉ tiêu thất bại càng là phải bị đến nghiêm khắc trừng phạt như vậy điều kiện hà khắc hạ muốn không máu tanh cũng không được Chu Thắng Nam hiện tại chỉ hy vệ quốc trong quân hết thảy doanh giáo quan quân có thể thật sự tuân thủ quy tắc, không muốn tạo thành tổn thất quá lớn. Vệ thành một tòa đại trong trạch viện, Lý Lân rất là thích ý thưởng thức tỉ mỹ phanh chế mỹ thực. Đoạn đường này không phải hành quân gấp là được rồi diệt cướp chiến tranh, nơi nào có nhàn hạ thoải mái đi nghỉ ngơi. Hiện tại bỗng nhiên thanh tĩnh lại, Lý Lân cũng có cho tử thả nửa ngày giả an tâm ngủ một giấc ý nghĩ. Điện hạ, giang hoài tướng quân cầu kiến bởi vì cận vệ doanh đã nghiêm trọng mở rộng vì cho bọn hắn giảm béo lý lân đem úy trì hổ đá đến trong quân tham gia công phòng điển kịch theo lý lân vào thành tự nhiên đổi thành phó doanh trưởng trương trùng mau mời điện hạ vừa phòng đơn sơ tất cả những thứ này còn thỏa mãn giang hoài đi tới ý cười đầy mặt nói rằng rất tốt dọc theo con đường này ăn gió nằm sương bỗng nhiên tiến vào đại viện tử còn có chút không quen lý lân cười nói để trương trùng dân trà, hắn có rất nhiều chuyện muốn hướng về giang hoài thỉnh giáo. Điện hạ thỏa mãn là tốt rồi. Mạc tướng đến đây là tới hướng về điện hạ báo cho bên này quan quân tình. Tam đại lan quốc lan kỵ binh trăm vạn phạm biên, ta chân vũ quân đoàn nghênh chiến. Song phương quyết chiến với cự khuyết thành ở ngoài đại thảo nguyên. Song phương chiến đấu ba ngày đêm, cuối cùng ta chân vũ quân đoàn bởi vì binh lực hoàn cảnh xấu mà sau khi chiến bại triệt, lui giữ cự khuyết thành, dựa vào cự khuyết thành thành tường cao dày ngăn trở Lan Kỵ Binh công kích. Trận này công phòng chiến liên tiếp kéo dài 13 ngày, Lan Kỵ Binh tổn thất nặng nề, cự khuyết thành nhưng vị nhưng bất động. Mắt thấy ta đại đường viện quân cuồn cuộn không ngừng đến. Lan Quốc Thống soái thay đổi chiến tranh sách lược, bắt đầu đại vu hội tác chiến. Dựa vào Lan Kỵ Binh cường đại tính cơ động, tách ra cử khuyết thành, trực tiếp trùng kích ta đại đường Phúc Địa. Muốn phân tán cự khuyết thành binh lực may mà viện quân đúng lúc chạy tới, đem xâm lấn lan kỵ binh đuổi ra. Bất quá viện quân của chúng ta đồng dạng tổn thất nặng nề, vô lực xuất quan lên phía bắc. Chỉ có thể kế tục thủ vững. Sau đó lão nguyên soái chạy tới, phát động mấy lần phản kích, nhưng bởi vì binh lực không đủ, trước sau chưa từng mở ra hảo cục diện. Hiện tại địch ta song phương vẫn tại cự khuyết thành đối lập. Giang Hoài một hơi đem biên quan tình huống báo cho Lý Lân. Nói cách khác chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là phòng thủ, lẽ nào Lan Kỵ Binh thật sự lợi hại như vậy? Lý Lân trầm giọng nói rằng, Lan Kỵ Binh là lấy thảo nguyên Thương Lan vì làm vật cưỡi quân đội, Thương Lan mặc dù là bán linh thú, nhưng thể dài hơn 4 mét, chạy so với chiến mã còn cấp tốc hơn. Chúng ta kỵ binh chính diện nên địch căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Hơn nữa Lan Quốc không ngừng tăng binh, binh lực từ đầu tới cuối duy trì tại trăm vạn trở lên, viện quân của chúng ta lại đang ngăn chặn xâm lấn lan kỵ binh thời điểm tổn thất nặng nề binh lực trước sau giật gấu vá vai bằng không nguyên soái cũng sẽ không gấp gáp như vậy để điện hạ về quốc quân chạy tới cự khuyết thành giang hoài cười khổ nói bổn hoàng tử đã sớm cảm giác được bất quá lần này bổn hoàng tử hẳn là có thể cho tần lão nguyên soái một cái kinh hỷ lớn lý lân cười nói điện hạ ta có một chuyện không rõ dựa theo điện hạ hành trình điện hạ hẳn là sớm hơn nguyên soái xuất phát, tại sao lại so với nguyên soái muộn như vậy trường thời gian mới đến biên quan? Hơn nữa điện hạ dưới trướng ngự lâm quân số lượng cũng không phải là 25,000 nhân, mà là đủ có 7,8 vạn người, chuyện gì thế này? Vừa sắp xếp doanh trại, Giang Hoài bị vệ quốc quân binh lực sợ hết hồn. Tiến vào Hắc thủy tỉnh, chúng ta không có đi quan đạo, mà là tiện đường đi diệt cướp. Lý Lân bình tĩnh nói, chút nào không có giác đến hành vi của mình có cái gì khuyết điểm hơn nữa hắn diệt cước sự tình chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến căn bản không có che lấp cần phải diệt cước Giang hoài ngạc nhiên đối với lý lân ý nghĩ thật sự là không có thể hiểu được tiền tuyến chiến tình khẩn trương hắn vẫn còn có tâm tư đi diệt cước không cái gì đáng kinh ngạc ngự lâm quân tên tuổi tuy lớn nhưng cảnh vệ kinh sư tháng ngày quá mức an nhàn binh sĩ bên trong có kinh nghiệm chiến đấu Long Phượng và Sừng Lân. Bổn hoàng tử cần chính là có thể đánh trượng quân đội, mà không phải chỉ có thể chạy theo hình thức đối với binh nhì. Hơn nữa diệt cướp không chỉ có thể luyện binh, còn có thể lớn mạnh quân đội quy mô. Tướng quân có phải hay không cho rằng bổn hoàng tử dừng lại tại vệ thành là bởi vì khiếp đảm úy chiến, cố ý lấy toàn quân không đồng đều vì làm lý do khiếp đảm không ra. Kỳ thực bổn hoàng tử cũng không sợ chiến, ngươi nhìn thấy những người này chỉ là bổn hoàng tử dưới trướng một bộ phận binh lực. Nhiều nhất hai ngày, còn lại hai bộ nhân mã đều sẽ tới rồi. Đến thời điểm còn phiền toái hơn Giang Hoài tướng quân. Lý Lân không thèm để ý nói rằng. Giang Hoài sắc mặt cứng đờ, hắn xác thực trước đó hoài nghi tới Lý Lân dụng tâm. Lẽ nào Điện Hạ ven đường hợp nhất hết thảy thổ phỉ? Không sai, những này có thể đều là chút hung hãn đồ, thả bọn hắn sẽ chỉ làm bọn họ kế tục tụ chúng vì làm phỉ nguy hại địa phương hiện tại biên cương chiến cuộc khẩn trương những này thổ phỉ tuy rằng không phục quản giáo nhưng cũng không phải là không thể dạy dỗ huống chi bổn hoàng tử hiện tại cũng không dễ phán đoán dưới trướng đến cùng hợp nhất bao nhiêu phỉ binh chỉ có thể chờ đợi cái khác hai bộ nhân mã chạy tới lý lân giải thích trong giọng nói không có kích động rất là bình thản phản phất binh lực từ 20.000 người mở rộng đến 100.000 người trở lên không phải đại sự gì như thế. Điện hạ, mạc tướng lập tức hướng về cử khuyết thành hội báo, tin tưởng nguyên soái đại nhân biết có như thế một cổ quân đầy đủ sức lực nhất định sẽ rất là mừng rỡ. Giang hoại nổi lòng tôn kính nói rằng, hắn bây giờ cuối cùng đã rõ ràng rồi trước mắt hoàng tử như vậy làm nguyên nhân. Riêng là hạ lệnh đổi đường quyết đoán cũng không phải là người bình thường có thể có được. Từng đợi được hội sư xong xuôi, bổn hoàng tử cũng sẽ lập tức khởi hành đi tới cự khuyết thành. Đến thời điểm sẽ ngay mặt cùng lão nguyên soái thảo luận phỉ binh vấn đề. Ngày thứ hai, vệ thành phía bắc 30 dặm đồi núi khu bị giới nghiêm, 70,8 không ngàn quần áo xốc xếp quân đội chỉnh tề phân chia vì làm 6 cái hào phóng trận, trong đó nhân số ít nhất chính là cận vệ doanh, chỉ có 8 ngàn người mã. Mỗi cái phương trận tô tuy rằng vẫn như cũ mang theo doanh giáo tên tuổi, thế nhưng binh lực đã sớm vượt ra khỏi sư cấp tiêu chuẩn. Đặc biệt là cận vệ doanh, xưng là cận vệ sư cũng đã thừa sức. Điện hạ có chỉ, đại quân chia ra lục lộ tiến hành công phòng điển kịch. Phía trước 30 dặm đồi núi khu vực là được trồi chiến trường. Mà Vũ Dũng Sư Quân Kỳ là được trồi lần này tác chiến mục tiêu, cũng là cuối cùng khen thưởng. Cuối cùng thắng lợi cái kia một đạo nhân mã, Điện Hạ đem tự mình làm hắn ban phát quân kỳ. Quân kỳ ngay này phạm vi 30 dặm đồi núi trong núi, các ngươi chỉ có thời gian một ngày. Không tìm được quân kỳ cùng sông không được nhiệm vụ đều phải bị đến trừng phạt. Chu Thắng Nam đem định ra hảo kế hoạch thư cùng địa đồ đưa cho úy trì hổ cùng cái khác năm tên giáo úy. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ ngưng trọng. Đi thôi, điện hạ để ta nói cho các ngươi biết. Không muốn tổng thể nghĩ binh lực nhiều. Thông qua diễn tập đem hảo binh mầm lưu lại, không hợp cách toàn bộ đá đến trại tân binh. Đến vệ thành, lại cũng không cần lo lắng trại tân binh biên chế không đủ. Còn có, trong khi huấn luyện, trên mặt nhiễm phải màu đỏ thuốc nhuộm đại biểu đào thải, nhất định phải các ngươi dưới trướng binh sĩ tuân thủ quy tắc. Chu Thắng Nam nói rằng, quân sư, đồ vật này thật sự thủy rửa không sạch. Quý trì hổ ông ông nói rằng, không tin ngươi có thể thử xem. Bất quá ta cho ngươi biết, chỉ cần đồ vật này mạc tại trên mặt của ngươi, liền đại diện cho ngươi bị đào thải. Điện hạ tính khí ngươi cũng hiểu rõ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thử nghiệm hảo. Chu Thắng Nam tức giận nói. Kha kha, ta cũng không muốn thử xem. Điện hạ lúc nào bỏ qua. Quý trì hổ kha kha cười khúc khích, đổi lấy cái khác mấy cái giáo úy khinh bị ánh mắt. Những này thuốc nhuộm là điện hạ tự mình dẫn người ngao chế ra, trước đó thí nghiệm quá, thủy là rửa không sạch các ngươi không nên ông bất kỳ may mắn tâm lý, hơn nữa đối với cuối cùng kết quả, chúng ta chỉ nhiên liệu không nhìn nhân, liền coi như các ngươi là chính mình cho tới trên người, cũng như thế bị đào thải. Chu Thắng Nam Cường Điệu nói, đi thôi, Điện Hạ sẽ chờ các ngươi tin tức tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Phục kích bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com vệ thành lý lân lâm thời phủ đệ sắp xếp tốt một sư diễn tập huấn luyện lý lân rốt cục có thể rút ra thời gian an tâm tu luyện trải qua trong khoảng thời gian này đức quản nỗ lực quan nguyên huyệt rốt cục mở rộng đến huyệt khí hải một nửa to nhỏ lý lân chân khí tăng vọt mấy lần huyệt khí hải bên trong chân khí vòng xoáy cũng càng thêm nhìn chăm chú càng làm cho lý lân hưng phấn là huyệt khí hải bên trong chân khí vòng xoáy tự động xoay tròn, thu nạp thiên địa nguyên khí, tuy rằng mau chóng kém xa tích tấp không bằng tĩnh tâm lúc tu luyện, nhưng mũi lại tiểu cũng là thịt, như vậy 24 giờ không ngừng mà thu nạp sản sinh chân khí tăng trưởng mau chóng cũng là phi thường khả quan. Lý Lân lấy ra một hạt tinh nguyên đang ăn vào, bàn bạc tinh khí nhảy vào tứ chi bách hại, sau đó huyệt khí hải bên trong chân khí vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn tứ tán tinh khí bị trong kinh mạch chạy chậm tiên thiên thuần dương khí thu nạp, không ngừng đạt được lớn mạnh. Sau đó lớn mạnh thuần dương chân khí trải qua kinh mạch tuần hoàn rót vào quan nguyên huyệt bên trong, để nguyên bản chậm chậm mở rộng huyệt đạo không gian lần thứ hai cấp tốc khoách lớn lên. Lý lân thần sắc bình tĩnh, chút nào không có bởi vì huyệt đạo mở ra thống khổ mà ảnh hưởng tâm thần. Tiên thiên nhất khí quyết trong quá trình tu luyện tuy rằng cũng nương theo cùng thống khổ trùng kích huyệt đạo cùng mở rộng huyệt đạo không gian, nhưng loại thống khổ này cùng kim cương bất hoại thần công lột da đánh cốt thống khổ so với kém xa bởi vậy dần dần thích ứng kim cương bất hoại thần công tu luyện lý lân đối với loại này trùng huyệt thống khổ đã không phải là quá để ý bởi vì tu luyện kim cương bất hoại thần công nguyên nhân lý lân trong cơ thể tinh lực so với bình thường nhân cường đại hơn nhiều hơn nữa trong cơ thể hán kinh mạch cũng so với bình thường nhân thô to cứng cỏi nhiều huyệt đạo bích chướng cũng so với bình thường nhân kiên cố nhiều có lợi thì có tệ, loại này rộng rãi kinh mạch, kiên cố huyệt đạo không gian có thể dung nạp càng nhiều chân khí tồn tại, để lý lân chân khí trong cơ thể lượng vượt xa đồng cấp đối thủ. Tại võ sĩ cảnh giới thời điểm, một hạt tinh nguyên đang cung cấp tinh khí để hắn liền tiến vào cấp 3 còn không cách nào tiêu hao. Nhưng đã đến võ sư giai đoạn, đặc biệt là hắn kim cương bất hoại thần công đạt được nhất định tiến triển dưới tình huống, tinh nguyên đang tuy rằng vẫn như cũ hiệu quả phi phàm, nhưng đã không thể cùng trước đó so với. Lý Lân thần sắc bình thản phục tiếp theo đệ nhị viên tinh nguyên đan, trong cơ thể có chút yếu bớt tinh khí lần thứ hai dội dào lên, tiên thiên nhất khí quyết tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí pháp môn điên cùng vận chuyển, lượng lớn sinh thành tiên thiên thuần dương chân khí để quan nguyên huyệt huyệt đạo không gian to nhỏ dần dần cùng huyệt khí hải tương đương. Quan nguyên huyệt trong không gian huyệt đạo bộ tràn ngập tiên thiên thuần dương chân khí, hơn nữa tại chân khí trung ương nhất mơ hồ có một đạo chân khí luồn khí xoáy hình thành đợi được luồn khí xoáy hoàn thành hình thành cái kia quan nguyên huyệt liền tính triệt để mở ra viên mãn viên thứ hai tinh nguyên đang công hiệu tại yếu bớt lý lân trong cơ thể tiên thiên thuần dương chân khí sinh thành tại yếu bớt lý lân sắc mặt dần dần âm trầm lại vốn tưởng rằng một viên tinh nguyên đang thì có thể làm cho chính mình hoàn toàn mở ra quan nguyên huyệt nhưng hiện tại đã hai viên quan nguyên huyệt khoảng cách viên mãn vẫn trước sau kém một chút như thế đáng chết lý lân cắn răng một cái lần thứ hai từ bên trong túi không gian lấy ra một viên tinh nguyên đang nuốt vào trong tay của hắn tinh nguyên đang tổng cộng tại trăm viên khoảng chừng trái phải đều là chiếm được lưu thanh thanh không gian giới chỉ nguyên bản lý lân cho rằng những đan dược này đủ để làm cho mình vượt qua võ sư giai đoạn thế nhưng bây giờ nhìn lại vẹn vẹn trăm viên tinh nguyên đang căn bản là không đủ. Vù. Có viên thứ ba tinh nguyên đang chống đỡ, Lý Lân Quang Nguyên huyệt trốt cục đạt đến bảo hòa, huyệt đạo không gian to nhỏ đã cùng huyệt khí hải hoàn toàn tương đồng. Quan Nguyên giữa huyệt chân khí luồn khí xoáy cũng hơi cùng Lý Lân đạt được một tia cảm ứng. Nhưng Lý Lân muốn chuyển động nó nhưng cực kỳ khó khăn. Lý Lân bình tĩnh lại tâm tình, đem trong kinh mạch tiên thiên thuần dương chân khí không ngừng ép vào quan nguyên huyệt bên trong làm cho quan nguyên huyệt bên trong thuần dương chân khí vũ thêm cường đại, chân khí luồng khí xoáy cũng tại loại áp lực này hạ chậm chậm bắt đầu chuyển động. Lý Lân trong lòng vui mừng, quan nguyên huyệt đại viên mãn hắn là có thể kế tục trùng kích vào một huyệt đạo. Trải qua trong khoảng thời gian này với cái thế giới này võ đạo hiểu rõ, lại xác minh tiên thiên nhất khí quyết công pháp yếu quyết, Lý Lân rốt cục xác định chính mình tu hành đường. Tiên thiên nhất khí quyết là trùng kích quanh thân huyệt đạo, mà thân thể chia làm kỳ kinh bát mạch tám mạch theo thứ tự là nhâm mạch đốc mạch trùng mạch mang mạch âm duy mạch dương duy mạch âm khiêu mạch dương khiêu mạch đang điền khí hải tuy rằng thuộc về nhâm mạch nhưng là toàn bộ võ đạo tu luyện căn cơ cũng là tu luyện võ đạo chân khí hội tụ nơi đột phá đến võ sư lý lân trước tiên mở ra nhâm mạch quan nguyên huyệt đợi được quan nguyên huyệt viên mãn lý lân bước kế tiếp quyết định trùng kích đốc mạch mệnh kỳ môn lấy này mở ra đốc mạch cửa lớn sau khi đem lục tục trùng kích cái khác kinh mạch bắt nguồn từ trong cõi u minh cảm giác lý lân tin tưởng nếu như hắn có thể tại kỳ kinh bát mạch bên trong phân biệt mở ra một cái trọng yếu huyệt đạo để cho đạt đến huyệt khí hải trình độ ở lúc đó chính là hắn tiến giai võ đạo đại tông sư thời điểm mà bắt nguồn từ nhiều huyệt đạo tồn tại chân khí của hắn trình độ đem vượt xa người ngoài tưởng tượng Lý Lân không thế nào tưởng tượng được chính mình đã thông toàn thân 365 nơi huyệt đạo sau khi đem sẽ đạt tới trình độ nào Quan nguyên huyệt bên trong chân khí luồng khí xoáy tại Lý Lân không ngừng áp súc hạ, bắt đầu bắt đầu rung động Huyệt đạo trung ương chân khí luồng khí xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn Huyệt đạo không gian bên trong du lịch chân khí bị thu nạp đến luồng khí xoáy bên trong Vù Luồng khí xoáy xoay tròn tới trình độ nhất định đột nhiên thả ra một cổ cường đại thuần dương chân khí cũng lấy mãnh liệt tốc độ nhằm phía trong kinh mạch. Lý Lân mừng rỡ trong lòng, hắn cật lực dẫn dắt này cổ thuần dương chân khí nhằm phía đốc mạch mệnh kỳ môn. Bành Bàn bạc chân khí đụng vào mệnh kỳ môn bích chướng trên, nhưng nhưng không như trong tưởng tượng vọt một cái mà phá tình huống, chân khí bích chướng không có một chút nào bị đột phá dấu hiệu. Trái lại tạo thành chân khí chảy ngược, Lý Lân rên lên một tiếng, thất khiếu đều chảy ra nhàn nhạt tơ máu. Đáng chết! không nghĩ tới mệnh kỳ môn huyệt đạo bích chướng dĩ nhiên kiên cố như vậy. Lý Lân mở mắt ra, đầy mặt âm trầm nói. Ba viên tinh nguyên đang cung cấp tinh khí cũng chỉ là để hắn đem qua nguyên huyệt tu luyện viên mãn, trùng kích mệnh kỳ môn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hơn nữa lần này trùng kích không được tạo thành một chút phản phệ, để hắn bị chút nội thương, tự nhiên không thích hợp kế tục trùng kích. Lý Lân đứng lên, một bộ thái cực quyền chậm chậm đánh ra, tiên thiên nhất khí quyết cơ sở bản theo lý lân động tác mà vận chuyển, chậm chậm chữa trị lý lân nội thương. Báo cáo điện hạ, trên lệch thời gian không cũng. Trương trùng âm thanh từ môn ngoài truyền tới. Vào đi. Lý lân thu quyền mà đứng, trên mặt trắng xám vẽ tiêu giảm rất nhiều, xem ra được trồi chút. Ngoài thành, vệ quốc quân trụ sở. Lý lân mang theo trương trùng chạy tới thời điểm, tại bên trong doanh điện ngồi đầy ủ rũ binh sĩ, từ ăn mặc đều đều là ven đường hợp nhất thổ phỉ, những này phỉ binh duy nhất tương đồng điểm là được trồi trên mặt đều lau màu đỏ thuốc nhuộm. Điện hạ. Sắp kết thúc rồi. Lần này ngũ giáo một doanh nhưng là bị thiệt lớn. Tỷ lệ đào thải đã đạt đến một nửa. Chu Thắng Nam chỉ vào những này đào thải binh sĩ nói rằng. Đào thải không phải mục đích, mà là chúng ta chọn chân chính hợp lệ binh sĩ. Hiện tại nhị sư cùng ba sư có liên lạc sao? Lý Lân cười cười nói rằng. Vừa nhận được tin tức, nhị sư cùng ba sư từ hai con đường khác nhau tiến vào đến khu này đồi núi khu vực. Nhiều nhất ba canh giờ là có thể chạy tới vệ thành hạ thực hiện tam quân hội sư. Chu Thắng Nam nói rằng. Không vội, lập tức thông báo một sư hết thảy tham dự diễn tập binh mã, tranh đoạt quân kỳ kế hoạch tác chiến thủ tiêu, thông báo bọn họ nhị sư cùng ba sư hành quân con đường, nói cho bọn họ biết có thể triển khai săn bắn hành động nhìn nhị sư ba sư đối mặt đột nhiên xuất hiện phục kích sẽ là phản ứng gì? Lý Lân trầm giọng nói rằng. Điện hạ, cứ như vậy tùy tiện phát động công kích, rất có thể sẽ khiến cho nhị sư cùng ba sư kịch liệt phản ứng, tạo thành song phương lượng lớn nhân viên thương vong. Người có phải hay không cũng thông báo nhị sư ba sư một tiếng. Chu Thắng Nam nói rằng. Không cần, thông báo liền mất đi chân thực tính, bổn hoàng tử muốn xem là được rồi tiền thiết long cùng trần mặt đối mặt đột nhiên xuất hiện phục kích là phản ứng gì? Lên chiến trường kẻ địch cũng sẽ không tại phát động công kích trước thông báo chúng ta. Lý Lân cũng rất là chờ mong. Điện hạ, sắc mặt của ngươi không phải rất tốt, có phải hay không khí hậu không phục? Chu Thắng Nam đánh giá cẩn thận Lý Lân một chút, phát hiện hơn một ngày không gặp, Lý Lân trên mặt có một vệt không che giấu nổi trắng xám vẻ. Không cái gì, luyện công thời điểm xuất ra điểm sai sót nhỏ lý lân không để ý chút nào nói rằng mời điện hạ chú ý bảo vệ trọng thân thể nếu không ta đem bạch tố tố điều đến điện hạ bên người chiếu cố cuộc sống của ngươi chu thắng nam cười nói được rồi đừng nói những thứ vô dụng kia hiện tại điều bạch tố tố ngươi bỏ được sao nàng bây giờ làm nương tử quân chủ quan vội thật đúng là không thể mở chân nơi nào vẫn có tâm tư đến hầu hạ bổn hoàng tử tiểu tử ngươi thực sự là cầm kê lông đương lệnh tiễn vừa lên làm quân sư liền cho nha đầu kia đem nương tử quân làm đi ra thật không biết nàng cho ngươi quán cái gì mơ hồ thang. sẽ không phải là thổi gối phong chứ nương tử quân sự tình lý lân cũng là nghe trương trùng trên đường nói dọc theo con đường này xác thực bắt làm tù binh không ít nữ thổ phỉ bọn họ có chút là thổ phỉ gia quyến tử nữ có chút bản thân liền là độc hành một phương nữ thổ phỉ, những người này bị bắt làm tù binh sau khi, đều bị bạch tố tố thu được dưới trướng. Thành lập nữ tử cận vệ doanh, đánh bảo vệ tam hoàng tử Lý Lân tên tuổi không ngừng lớn mạnh. Hiện tại nhân số đã qua cái trăm người, cùng một màu đều là nữ binh. Lý Lân nhận được tin tức kia cũng là có chút trận mắt ngoát mông. Đã sớm biết nha đầu kia khó chơi, không nghĩ tới Chu Thắng Nam cái này mưu kế tuôn ra gia hỏa đều trấn giữ không được nàng, thật là một bất an sinh yêu nghiệt. Này có thể không trách ta. Nhà đầu kia tuy rằng không cái gì văn hóa, nhưng cũng hiếm thấy nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực. Hơn nữa trên người cũng có quyết đoán quyết đoán, cho nên ta liền biết thời biết thế dạy nàng một vài thứ. Còn nữ tử kia cận vệ doanh nhưng là bản thân nàng làm ra đến. Từ đầu tới cuối ta đều chưa từng đã cho nàng cái gì trợ giúp ngược lại là điện hạ lúc trước anh hùng cứu mỹ nhân tên tuổi giúp nàng đại ân chu thắng nam vẻ mặt đau khổ nói rằng quên đi không phải là bách mười người chứ tùy vào nàng hành hạ đi nữ nhân này quá tùy hứng sớm muộn muốn thiệt thòi lớn lý lân cũng rất là bất đắc dĩ hắn tuy rằng đầy đủ lòng dạ ác độc nhưng cũng không dứt tình nếu chu thắng nam nói bạch tố tố có thể dùng lý lân tự nhiên cũng sẽ không phủ định toàn bộ nếu như thật sự có thể ở trong tay của hắn sáng lập một cái truyền kỳ nữ tướng quân vậy cũng là là một đoạn giai thoại. Một lúc lâu sau, trinh sát doanh truyền đến tin tức. Báo cáo điện hạ, quân sư. Ba sư gặp phải một sư một giáo, ba giáo, ngũ giáo hợp lực phục kích, song phương chính đang chiến đấu. Nhị giáo, bốn giáo kể cả cận vệ doanh cũng đã hoàn thành đối với nhị sư vây quanh, hiện nay chính đang thu trong lưới. Trò hay bắt đầu hy vọng trần mặt cùng tiền thiết long không làm cho bổn hoàng tử thất vọng. Lý Lân cười nói, chút nào không có lo lắng loại này đột nhiên xuất hiện đánh lén sẽ tạo thành một sư nhị sư phản ứng quá kích mà tạo thành trọng tổn thất lớn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Long Mã Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com vệ thành phía nam đồi núi khu vực từ hai cái phương hướng tiến vào bên trong nhị sư cùng ba sư tại không hề phòng bị dưới tình huống lâm vào một sư vòng vây trước tiên gặp phải phục kích chính là hành quân mau chóng nhanh bộ đội kéo đến trường ba sư ba sư trải qua hơn nửa tháng diệt cướp hành động đặc biệt là khi chiếm được lý lân hợp nhất thổ phỉ mệnh lệnh sau bộ đội cũng bắt đầu tiến vào điên cùng mở rộng thời kỳ tiền thiết long xuất thân chân vũ quân đoàn đối với hắc thủy tỉnh nạn trọng cướp so với những người khác giải nhiều lắm. Đạt được Lý Lân mệnh lệnh, đặc biệt là nghe nói một sư nhân số đã mở rộng gấp đôi, càng làm cho tiền thiết long ngồi không yên. Tiền thiết long lợi dụng chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đối với hắc thủy tỉnh hiểu rõ, hắn diệt cướp hành động trước nay chưa từng có thuận lợi. Rất nhiều núi lớn trại tại hắn đại quân vây khống dưới, hơi làm chống lại liền đầu hàng. Chờ đến vệ thành khu vực, dưới trướng hắn binh lực đạt đến gần 100.000 người, cũng là ba cái sư bên trong nhân số nhiều nhất. Duy nhất cùng một sư không giống chính là, hắn hợp nhất thổ phỉ cũng không hề toàn bộ sắp xếp đại bộ đội, mà là chuyên môn thành lập mười mấy người và nghiêm trọng vượt biên chế trại tân binh. Nguyên bản bộ đội làm là chủ lực phụ trách huấn luyện cùng dẫn dắt những này phỉ binh. Đối mặt bốn phía phóng tới mưa tên cùng lăng thạch. Tiên phong bộ đội lâm nguy không loạn, đem nửa tháng này luyện binh kinh nghiệm phát huy ra, chiếm có lợi địa thế tiến hành phản kích. Thế nhưng tại giữa đại quân phỉ binh nhưng xảy ra vấn đề lớn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, phỉ binh xuất hiện nổi loạn, rất nhiều doanh bàn sụp đổ, có càng nhiều binh sĩ xoay người bỏ chạy. Nhất lên tên nỏ, sau trốn giả giết chết không cần luận tội. Cuối cùng áp trận tiền thiết long thay đổi sắc mặt. Lập tức tập trung bên người tinh nhuệ vệ đội, ngăn chặn phỉ binh đường đi giết. Đối mặt chen chúc mà đến phỉ binh, tiền thiết Long Hào không chậm trễ hạ bắn giết mệnh lệnh. Phàm là có can đảm trùng kích cuối cùng áp trận bộ đội phỉ binh toàn bộ bị dày đặt tên nỏ bắn giết. Vào đúng lúc này tiền thiết Long trước nay chưa từng có lạnh khóc, hắn rõ ràng, một khi nhẹ dạ, để phỉ binh phá tan hậu trận, toàn bộ ba sư đều sẽ đối mặt toàn diện băng bàn. Máu tươi kiềm chế chạy trốn phỉ binh, bọn họ từng cái từng cái sợ hãi tránh né tên nỏ, càng là tìm có lợi địa hình che giấu thân thể rất nhanh bọn họ phát hiện một cái để bọn hắn ngạc nhiên không ngớt vấn đề phục kích địch nhân của bọn họ phóng ra tên nỏ đều là không có tiễn đầu loại này tên nỏ xạ ở trên người ngoại trừ khiến người ta có chút đau đớn ở ngoài căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng phát hiện điểm này phỉ binh dũng khí tăng mạnh phản kích tuy rằng không dám nhưng cũng không ở nhằm phía cuối cùng tu la đường trận này phục kích cũng không hề kéo dài thời gian bao lâu tham dự phục kích một sư ba giáo nhân mã tại chiếm tiện nghi lớn sau khi cấp tốc triệt binh. Tướng quân, là một sư người, phóng ra đều là không mang theo tiễn đầu tên nỏ. Ba sư giáo úy động chấn từ vệ binh trong tay tiếp nhận tên nỏ nó nói rằng. Một sư. Điện hạ là có ý gì? Nếu là kiểm nghiệm thực lực của chúng ta, vì sao sử dụng không có tiễn đầu tên nỏ? Này điên cuồng đánh một trận toán chuyện gì xảy ra? Tiền thiết Long có chút không rõ, lấy Lý Lân tính cách, không có khả năng lắm điều động đại quân cùng bọn hắn nói giỡn. Tên nỏ trên có màu đỏ thuốc nhuộm, loại này tên nỏ tuy rằng sẽ không để cho nhân thụ thương, thế nhưng xạ ở trên người nhưng sẽ niêm trên màu đỏ thuốc nhuộm. E sợ điện hạ ý tứ là dùng những này màu đỏ thuốc nhuộm đến đánh dấu. Đổng chấn chỉ chỉ tên nỏ trên đầu màu đỏ thuốc nhuộm nói rằng. Thuốc nhuộm. Tiền thiết long sửng sốt một chút, tiếp nhận tên nỏ vừa nhìn, đối với Lý Lân mục đích xem như là biết. Nếu như là thật sự tên nỏ, chúng ta tổn thất làm sao? Tiền Thiết Long trầm giọng hỏi. Tổn thất nặng nề, đặc biệt là phỉ binh, bọn họ tuy rằng cũng từng đã tham gia diệt cướp tác chiến, nhưng đối với với loại này phản phục kích tác chiến còn không hiểu. Đối mặt công kích lập tức liền toàn rối loạn. Chiếu hiện nay ván này thế, trại tân binh ít nhất giảm quân số 3 phần 10. Động chấn nói rằng, 3 phần 10. Xem ra điện hạ ý tứ là được rồi đào thải một bộ phận không hợp cách binh sĩ. Loại thủ đoạn này tuy rằng tàn khốc điểm, nhưng cũng thích hợp. Mệnh lệnh bộ đội, phàm là bị tên nỏ bắn trúng muốn hại. Chỗ yếu giả toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ, không bị bắn trúng binh sĩ hướng về hai bên tìm tòi, truy kích một sư quân đội. Tiền thiết long nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Điện hạ lễ vật này có chút đại, lập tức để hắn bộ đội giảm quân số 3 phần 10, đây cũng là hắn cực khổ rồi hơn nửa tháng thành quả. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, nhị sư cũng gặp phải phục kích. Nhị sư mở rộng binh lực cùng một sư gần như, cũng tại khoảng 8 vạn người. Trần mặt cá tính nghiêm cẩn, mang binh cũng đồng dạng nghiêm cẩn. Bọn họ dọc theo con đường này gặp phải thổ phỉ tuy rằng không ít, bởi vì tới gần quan đạo, đại thổ phỉ một cái không có. Bởi vậy, dọc theo con đường này trần mặt đều là bỏ mặt thủ hạ doanh hiệu trưởng môn tự do hành động mà hắn làm tỳ tướng duy nhất làm là được rồi chỉnh đốn tù binh binh đem các doanh giáo tù binh đến thổ phỉ hoàn toàn đánh tan phân đến toàn bộ nhị sư thập ngũ bên trong hơn nửa một đường tới nay diệt cướp thu được phong phú tiền lợi phỉ binh rất nhanh dung nhập đến toàn quân bên trong trần mặt càng là sáng tạo tính thiết lập tùy theo quân tiền trang đem các binh sĩ diệt cướp thu hoạch phần lớn tài vụ toàn bộ tập trung lại do sư bộ thống nhất quản lý. Loại thủ đoạn này tuy rằng đưa tới một bộ phận binh sĩ lo lắng, nhưng cũng thông qua trần trụi lợi ích quan hệ đem phỉ binh toàn bộ buộc tại nhị sư này chiếc trên thuyền lớn. Từ khi tùy theo quân tiền trang thiết lập sau khi, nhị sư cũng lại chưa từng xuất hiện một cái đào binh. Lần này đối mặt một sư nhị giáo, bốn giáo cùng cận vệ doanh phục kích, nhị sư binh sĩ cứ việc cũng xuất hiện rất lớn hoảng loạn nhưng cũng chưa từng như ba sư như vậy xuất hiện quy mô lớn băng bàn, dù sao toàn bộ nhị sư đã tổ chức hóa, tầng thấp nhất ngũ trưởng đều là xuất thân nữ lâm quân lão binh, theo trần mặt nhiều năm, đối với trần mặt cái này cá tính nghiêm cẩn gần như gàn bướng quan trên vẫn là rất tán đồng cùng tôn trọng. Chờ đến nhị sư binh sĩ chật vật lao ra phục kích quyển, nhị giáo, bốn giáo cấp tốc trút đi. Nhiệm vụ của bọn họ là săn bắn, con mồi nếu như quá kém đương nhiên sẽ không nương tay, nếu như con mồi thực lực rất mạnh, tự nhiên chỉ có thể rút đi. Nhị giáo cùng bốn giáo giáo úy đều dựa theo mệnh lệnh rút đi, chỉ có cận vệ doanh tại doanh trưởng úy trì hổ dẫn dắt đi hướng về nhị sư phát động một lần mãnh liệt công kích. Tại nhị sư binh sĩ bởi vì tên nọ không có tiễn đầu mà thả lỏng dưới tình huống, bị úy trì hổ một trận mảnh đánh vọt mạnh thiếu chút nữa băng bàn, điều này cũng làm cho nhị sư chiến tổn thẳng tắp tăng lên trên. Sau đó úy trì hổ tuy rằng tuyên bố đây là bất đắc dĩ, nhưng cũng bị nổi giận nhị sư giáo úy mạnh đánh dừng lại. Một trận, liền ngay cả luôn luôn gàn bướng trần mặt tướng quân cũng nhìn không được mạnh mẽ đạp hắn mấy đá. Cũng bởi vì cái này kháng hàng để bọn hắn nhị sư chiến tổn trái lại vượt qua ba sư, bị Lý Lân Hảo một trận răng dậy. Vệ thành thao trường, vệ quốc quân 25 vạn đại quân chật vật hội sư. Bất kể là mới vừa vừa đuổi tới nhị sư vẫn là ba sư, vẫn là sớm đã đạt tới một sư quan binh khí thế đều không cao lắm. Một sư quan binh là Lui, này một trận diễn tập cùng phục kích trồng đã dặn có một ngày, tại phạm vi 30 dặm đồi núi khu vực không ngừng bôn tập, các doanh giáo vì tìm tới quân kỳ, thiếu chút nữa không để các binh sĩ Lui đứt đoạn rồi hai chân, hơn nữa các doanh giáo trong lúc đó đánh lén phục kích, càng là lượng lớn tiêu hao thể lực. Nhị sư cùng ba sư thì lại là bởi vì bị phục kích chiến tổn nghiêm trọng mà trên mặt tối tăm. Lý Lân đứng ở điểm tướng đài trên, hướng phía dưới đen nghịch đám người, trong lòng không kích động là giả, hơn 20 vạn đại quân A, nếu như không phải vệ thành thao trường rất lớn, căn bản là không chứa được. Mặc dù như vậy, toàn bộ thao trường bên trong đen nghịch đám người vẫn là mang cho Lý Lân rất lớn trùng kích. Báo cáo tướng quân, tần nguyên soái tới. Vệ thành thủ tướng Giang Hoài đi tới Lý Lân bên người nói rằng. Tần nguyên soái Nhanh đi nghênh tiếp đối với đại đường tối phú nổi danh nguyên soái lý lân có thể là không dám chậm trễ chút nào chính mình phía bắc hành trình có thể không viên mãn hoàn thành nhiệm vụ to lớn nhất dựa dẫm là được rồi tần lão nguyên soái lý lân kiếp trước là ưu tú nhất lính đánh thuê nhưng hắn cũng chỉ là binh cũng không phải tướng cá nhân độc chiến không người nào có thể địch thế nhưng chỉ huy binh sĩ chiến tranh liền không có nắm chắc cái này cũng là tại sao dọc theo đường đi lý lân đối với các doanh giáo bỏ mặt không quan tâm hết thảy nhiệm vụ tác chiến đều do bọn họ độc lập hoàn thành trọng yếu nguyên nhân. Tại đi thông cử khuyết quan trên quan đạo, một đội kỵ binh nhanh chóng mà đến. Lý Lân ánh mắt bị này đội kỵ binh vật cưỡi hấp dẫn. Những tòa kỵ này nhìn như như mã, thế nhưng hình thể so với mã lớn hơn gần gấp hai, trên người không phải lông tơ mà là nằm dày đặc vảy giáp màu xám, cách thật xa liền cảm nhận được một cổ hung hãn khí, xem ra nói không ra thần dị. Đây là linh thú nào? lý lân kinh ngạc nói rằng đây là long mã trong truyền thuyết thần long cùng thiên mã hậu duệ đương nhiên đây là cấp thấp nhất long mã hẳn là phạm mã cùng nắm giữ thần long huyết mạch á long phối hậu duệ chu thắng nam nói rằng long mã dựa theo linh thú phân chia hẳn là cái gì đẳng cấp lý lân hiếu kỳ nói rằng long mã không phải linh thú nhiều lắm xem như là bán linh thú bởi vì bọn hắn trong cơ thể chỉ có một nửa linh thú huyết mạch. Còn thần long huyết mạch trải qua vô số đời truyền thừa đã sớm mỏng manh gần như không còn. Chu Thắng Nam nói rằng, Chu Quân sư kiến thức bất phàm, long mã tuy rằng không là hoàn toàn linh thú, nhưng hắn hình thể càng to lớn hơn, hành động cũng càng nhanh càng linh hoạt hơn, trọng yếu nhất là long mã hung hãn, một nhóm long mã có thể đơn độc đối kháng 3 đến 4 thất thảo nguyên thương lan do Long Mã Kỵ Binh tạo thành Long Mã Quân Đoàn vẫn là ta đại đường mạnh mẽ nhất quân đoàn. Đáng tiếc Long Mã sinh dục năng lực kém xa tích tắp thảo nguyên thương lan, bằng không há dung phía bắc tam đại lan quốc lan kỵ binh kiêu ngạo. Giang Hoài Ngạo Nghệ nói rằng, Long Mã Quân Đoàn không trách được đại đường có thể kháng trụ trăm vạn lan kỵ binh công kích, nguyên lai là có như thế một con cường hãng bộ đội tại. Không sai, các loại. Chờ sau đó có cơ hội, chúng ta vệ quốc quân cũng muốn trang bị long mã cường hãn như vậy vật cưỡi như vậy đang đối kháng với Lan Quốc trên chiến trường cũng thì càng thêm có nắm chắc Lý Lân mang theo tham lam nhìn phía xa chạy băng băng mé xét, ben diệt mà đến Long Mã nói rằng Điện hạ này e sợ không thể nào Long Mã quân đoàn vẫn là chân vũ quân đoàn vương bài bộ đội giới hạn ở Long Mã khởi nguồn hiện nay Long Mã quân đoàn nhân số cũng bất quá tại khoảng 10 vạn người mỗi một thất long mã đều là chân vũ quân đoàn trọng yếu vật tư chiến lược càng là long mã quân đoàn sinh mạng ở hậu phương làm đến một thất đều khó khăn chớ đừng nói chi là trang bị toàn bộ vệ quốc quân giang hoài cười khổ nói trong quân tướng lĩnh đã được kiến thức long mã thần tuấn ai không muốn một thất cho rằng vật cưỡi đáng tiếc coi như là kim giáp tướng quân cấp những sĩ quan khác tại chân vũ quân đoàn cũng không có tư cách nắm giữ long mã cho rằng tư nhân vật cưỡi này long mã xác thực so với phạm mã thần tuấn, bổn hoàng tử nói cách khác nói mà thôi. Lý Lân cười cười, chưa từng đối với việc này tra cứu. Nhưng hắn đáy lòng nhưng chưa từ bỏ, theo thực lực của hắn tăng cường, vệ quốc quân cũng là có càng tốt hơn vật cưỡi lựa chọn, bán linh thú long mã đối với hắn mà nói đã chẳng thèm ngó tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 86 Khẩn cấp quân tình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Long mã kỵ binh chạy băng băng, mé xét, bèn diệt mà đến, trước tiên một tên râu tóc bạc trắng lão tướng, chính là tần gia gia chủ, hoàng triều đại công tước, đại nguyên soái tần mục. Cũng là lần này chiến trường phương Bắc quân sự thống soái. Tần gia tại quân đội thế lực trên căn bản đều tập trung ở phía Bắc, các đời tần gia xuất sắc tướng soái tất cả đều là tọa trấn chân vũ quân đoàn, chống lại phía bắc Tam Đại Lan quốc xâm lấn. Có thể nói tần gia tại chân vũ quân đoàn lực ảnh hưởng so với hoàng thất đều có miệng lớn, Lý Lân gặp gỡ nguyên soái đại nhân. Lý Lân không mình hành lễ. Đối với tần mục nguyên soái Lý Lân rất là tôn kính. Cái này không nghe theo dựa vào gia tộc lực lượng từ trong quân một bước một cái vết chân cuộc khởi thống soái đáng giá hết thảy binh sĩ tôn kính. Điện hạ, ngươi đến trễ quân cơ, vốn là trọng tội nhưng niệm tại mục đích của ngươi là vì luyện binh, vẫn mang ra một nhánh như vậy quy mô bộ đội, ưu khuyết điểm dằn co, không thưởng không phạt. Tần mục đi tới Lý Lân trước người, nghiêm túc nói. Chút nào không có bởi vì Lý Lân tam hoàng tử thân phận mà có tố kiên kỵ. Tần mục điều quân cực nghiêm, ở trong quân chỉ có quân lệnh, liền tính hoàng đế bệ hạ tới đều muốn tuân thủ trong quân quy cũ, chớ đừng nói chi là Lý Lân chỉ là cái không có quyền không có thế hoàng tử. Vâng. Lý Lân biết sai, sau đó sẽ không tái phạm rồi. Lý Lân cũng không hề cãi lại. Hành động của hắn tuy rằng chú binh bộ mệnh lệnh chỗ trống, nhưng xác thực xem như là đến trễ quân cơ. Lý Lân thậm chí tin tưởng, nếu như không phải là mình lôi ra một nhánh quy mô lớn phỉ binh bộ đội, e sợ đến quân doanh ngày thứ nhất liền muốn ai cơ lê. Tam Điện Hạ, bản soái biết ngươi chính đang cử hành tam quân hội sư đại hội, nhưng bản soái không thể không nói cho ngươi biết, tiền tuyến quân tình khẩn cấp, xin ngươi lập tức xuất lĩnh vệ quốc quân đông tiến vào phí thành, hiệp trợ địa phương trú quân chống lại Hắc Lan Hoàng Triều công kích. Quân tình khẩn cấp, không chứa được trì hoãn, nhất định phải lập tức khởi hành. Tần mục đầy mặt nghiêm túc, đồng thời trong ánh mắt vẫn có một vệt vẻ ngưng trọng. Vâng. Lý Lân thân thể ứng lên đến mức thẳng tắp, lớn tiếng nói. Tháng Nam, lập tức tổ chức binh sĩ xuất phát đông tiến vào, mục tiêu phí thành. Lý Lân xoay người đối với Chu Thắng Nam nói rằng. Chu Thắng Nam không dám trì hoãn, hướng về tầng mục nguyên soái hành một cái quân lễ, lập tức xoay người rời đi. Nguyên soái có phải hay không xảy ra đại sự gì? Lý Lân vào lúc này mới hỏi nói. Lan quốc viện quân đến. 300.000 thảo nguyên lan binh, muốn dọc theo hắc thủy tùng lâm biên giới phí thành tiến vào ta đại đường bên trong. Phí thành chỉ có 50.000 quân coi giữ, trong thời gian ngắn chóng lại còn có thể, thời gian dài liền không nói được rồi. Tần Mục trầm giọng nói rằng, Phí Thành là 15 năm trước ta đại đường cùng Hắc Lan quốc quyết chiến địa phương, cũng là Hắc Lan quốc thảm bại quá địa phương, hơn nữa nơi nào tới gần Hắc Thủy tỉnh phía đông, thế lực khắp nơi quan hệ rắc rối phức tạp, một khi quy mô lớn giao chiến, nhất định sẽ rất phiền phức. Dựa theo đạo để ý đến bọn hắn không nên lựa chọn nơi nào công kích. Hắc Lan Hoàng Triều đến cùng có mục đích gì? Lý Lân trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. 15 năm trước, Đại đường cùng Hắc Lan quốc phí thành cuộc chiến tác động chu vi hết thảy thế lực quan tâm. Song phương mấy trăm vạn đại quân cắn dết ở chung một chỗ. Đại đường thắng lợi cuối cùng, thế nhưng tổn thất đồng dạng nặng nề, quân đội còn trẻ nhất thống soái tần đình quốc vì làm cứu lại trung quân, xuất lĩnh 200.000 tinh nhuệ đại quân dết vào Hắc Lan quốc phúc địa, gặp phải Hắc Lan quốc trăm vạn lang binh vây dết, cuối cùng hãm sâu Hắc thủy tùng lâm, sinh tử thành câu đố. Ta đại đường tiến giai cao cấp hoàng triều sự tình đã sớm truyền khắp chu vi hết thảy thế lực. Hắc thủy tỉnh khống chế hắc thủy tùng lâm an toàn vào miệng. Lối vào, lại đang trên danh nghĩa thuộc về ta đại đường hết thảy, thế lực khắp nơi không muốn làm cho ta đại đường chia một chén canh tự nhiên ngầm đồng ý lan quốc xâm lấn. Một khi chúng ta bị đuổi ra hắc thủy tỉnh, liền cũng không còn lý do nhúng tay hắc thủy tùng lâm vào miệng. Lối vào chuyện đây là đại đường không cách nào khoan dung tổn thất hiện tại phí thành thế cuộc khẩn trương vừa quan binh lực giật gấu vá vai bất đắc dĩ chỉ có thể cho các ngươi vệ quốc quân lên tam điện hạ nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu cũng phi thường nguy hiểm hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt tần mục thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói rằng nguyên soái xin yên tâm chỉ cần ta vệ quốc quân còn có người nào chúng ta là tuyệt đối sẽ không lùi về sau một bước Lý Lân lớn tiếng nói. Hắn phản phất lại trở về kiếp trước tiếp thu hầu như hẳn phải chết nhiệm vụ thời điểm. Hắn theo thói quen tại loại này bước ngoặt nắm ra bản thân toàn bộ tự tin. Tần mục gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Lân ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ai có thể nghĩ đến một cái ở trong hoàng cung nhu nhược vô năng, bị thế lực khắp nơi không nhìn hoàng tử một khi đi ra hoàng cung cái này đại lao lung dĩ nhiên biểu hiện như vậy cướp nhãn. Lâm trận đoạt quyền, vượt cấp khiêu chiến, diệt cướp luyện binh, một mình khoách quân, này từng cái từng cái điên cuồng quyết đoán đều là xuất từ trước mắt cái này 15 tuổi thiếu niên tác phẩm. Cùng Lý Lân so với, coi như là tối bị khắp nơi xem trọng nhị hoàng tử Lý Hiền đều kém xa tích tắp. Điện hạ, bệ hạ tới thời điểm làm cho ta cho ngươi mang câu nói, thiết giáp vệ không muốn tùy ý ra tay, đặc biệt là ở trên chiến trường. Đại lục có tiên thiên minh ước, cấm chỉ tiên thiên cao thủ vô cớ tham dự cao cấp hoàng triều trở xuống hoàng triều chinh chiến tiên thiên cao thủ lực phá hoại thực sự quá to lớn một khi bọn họ tham dự đến trong đó toàn bộ thế tục hoàng triều cũng chưa chắc là đối thủ cái này cũng là đại lục nhận thức chung mặc dù những năm này tuân thủ cái này minh ước người càng ngày càng ít bất quá tại cao cấp hoàng triều trở xuống trên chiến trường tiên thiên cao thủ tham chiến sự tình vẫn là rất ít Tần Mục nghĩ đến hoàng đế bệ hạ nhắc nhở, mang theo thâm ý nhìn đứng hầu tại Lý Lân phía sau thiết giáp vệ một chút nói rằng. Tiên thiên minh ước. Lý Lân có chút ngạc nhiên. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít, xem ra có thời gian còn muốn cho Chu Thắng Nam vì đó bội bổ khóa. Tần Mục Nguyên soái vào lúc này đến đây vệ thành cũng không hoàn toàn là vì Lý Lân vệ quốc quân. Dù sao hiện tại vệ quốc quân nhân vài tuy nhiều, nhưng lực chiến đấu rất khó bảo đảm hơn nữa lý lân là một quân chủ soái đã không đơn thuần là hoàng tử giám quân vệ thành làm cự khuyết quan quân nhu trọng địa quan hệ trọng đại lan quốc vẫn nỗ lực lướt qua cự khuyết quan tập kích đại đường quân lương trọng địa lần này tần mục điều khiển một cái doanh long mã kỵ binh chính là vì tăng mạnh vệ thành phòng ngự phòng ngừa lan quốc khả năng tập kích lan kỵ binh hành động phiêu hốt giỏi về đường dài bôn tập tần mục cũng không thể không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị bởi vì khẩn cấp quân tình, về quốc quân chỉnh biên sự tình chỉ có thể tạm thời thả xuống, tam quân lấy trần mặt nhị sư làm tiên phong. Dựa theo Lý Lân phân phó, thám mã thả ra 10 dặm phạm vi, phòng ngừa địch quốc thẩm thấu vào bộ đội bộ đội phục kích đại quân. Tam Đại Lan quốc nếu có thể tấn công vào tới một lần, liền có thể có thể có lần thứ hai. Nếu như Lý Lân là địch quân thống soái, so với tấn công những này đại đường kinh doanh nhiều năm biên giới hùng quang, trực tiếp công kích phúc địa càng dễ dàng hơn kiến công. Trên xe ngựa, Lý Lân nghe Chu Thắng Nam giảng giải đại lục thế cuộc cùng với các loại binh thư chiến sách. Dù sao cũng là vũ khí lạnh thời đại chiến tranh, Lý Lân kiếp trước quân sự sách lược rất nhiều đều không đúng lúc. Hơn nữa vũ khí lạnh thời đại lạc hậu tin tức vặt hái cũng thực sự để Lý Lân phát điên. Không có đúng lúc hữu hiệu tin tức, chỉ cần dựa vào tướng lĩnh phán đoán hành quân chiến tranh thật sự là quá có có tính ngẫu nhiên. Huống hồ Lý Lân nội tâm cũng so sánh với bức thiết, muốn phải nhanh chóng nắm giữ lệnh binh khí thời đại chiến tranh quy tắc, chân chính làm được thống lĩnh thiên quân vạn mã chiến thắng. Duy nhất để Lý Lân có chút không được tự nhiên chính là, vốn là so sánh với chật hẹp trên xe ngựa nhưng chen chút ba người. Ngoài trừ phụ trách giảng giải chu thắng nam, bạch tố tố cũng không hề ngượng ngùng cùng Lý Lân nhét chung một chỗ. Không biết có phải hay không là có ý định, Lý Lân tổng thể cảm nha đầu này ánh mắt của mình rất không chỉ thuần. Hơn nữa tràn ngập tại trong buồng xe nhàn nhạt mùi thơm cũng làm cho Lý Lân có chút ý nghĩ kỳ quái. Lý Lân rất muốn đem Bạch Tố Tố đá ra, nhưng Chu Thắng Nam chặn ở cửa, đem Bạch Tố Tố kẹp ở giữa hai người, để Lý Lân liền đặt chân cũng không được. Loại này lúng túng tình huống vẫn kéo dài một ngày, khi sắc trời đêm đen đến thời điểm, vệ quốc quân xây dựng cơ sở tạm thời, Chu Thắng Nam mới tốt hạ lấy chỉnh mang theo Bạch Tố Tố rời đi nhưng trên mặt trêu tức vẻ để Lý Lân Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương trùng, theo ta đánh một chiếc. Lý Lân chỉ cảm thấy đáy lòng có đoàn hỏa đang thiêu đốt. Hắn là một cái nam nhân bình thường, cùng một cái tràng ngập mê hoặc mỹ nữ chen chúc ở một cái hiệp tiểu không gian 10 giờ, riêng là không có xấu mặt đã chứng minh Lý Lân nghị lực phi phạm. Đơn là có vài thứ càng là kiềm chế, bạo phát thời điểm vũ tăng cường liệt. Lý Lân cần một trận chiến đấu đến phát tiết trong cơ thể sôi trào hỏa khí. Điện hạ, mạc tướng nhưng là cửu phẩm võ sư, kém nửa bước là có thể tiến giai võ tông rồi. Hai người chúng ta tranh tài. Trương Trùng mang theo làm khó dễ nói rằng. Để. Cái theo như lần trước Lý Lân vượt cấp khiêu chiến thực lực đến xem, Lý Lân thực tế lực chiến đấu cũng là tại tứ phẩm võ sư khoảng chừng. Trái phải, liền tính hắn đạt được đột phá, lục phẩm võ sư cũng là đến ngay. Mà hắn trương phó doanh trưởng nhưng là cửu phẩm võ sư đỉnh cao, nửa bước võ tông cao thủ, cùng lý lân giao thủ một khi khống chế không được lực đạo đem điện hạ đã thương cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Ít nói nhảm. Đến. Lý lân lấy súng bên hông bội đao, cua nắm đấm nhằm phía trương trùng. Nếu điện hạ có hứng thú, mạc tướng đắc tội. Trương trùng đáy lòng thở dài, không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng Lý Lân giao thủ. Bành Hai quyền tương giao, Lý Lân vị nhưng bất động, trương trùng liền lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng lại cọc, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Vì chiếu cố Lý Lân, một quyền này của hắn chỉ dùng sáu thành lực đạo. Coi như là như vậy, lục phẩm võ sư cũng chưa chắc có thể tiếp được được. Mà Lý Lân không chỉ ung dung đón lấy. Vẫn đem hắn chấn động lùi lại mấy bước, nói rõ Lý Lân lực lượng đã vượt xa lục phẩm võ sư. Trở lại. Lý Lân hét lớn. Trương Trùng nhường cho hắn làm sao không biết, hắn cũng muốn thừa cơ thăm dò một thoáng chính mình cụ thể thực lực. Dù sao tiên thiên nhất khí quyết cùng thương long đại lục huyền công không giống, mở ra thân thể nhâm mạch hai nơi đại huyệt, Lý Lân chân khí cùng cửu phẩm võ sư lúc so với chỉ là phiên một phen, mà là lớn mạnh mấy lần. Thực lực cùng trước đó tự nhiên không thể giống nhau. Trương Trùng cũng hét lớn một tiếng, dùng ra 8 phần 10 lực đạo, lần này song phương thực lực cơ bản tương đương, đánh chính là bất diệt nhạc hồ. Lý Lân chưa từng sử dụng Huyễn Ảnh Bộ, chỉ là dựa vào thân thể bản năng chiến đấu. Giữa song phương quyền đến quyền hướng về, đánh bất diệt nhạc hồ. Hai người chiến đấu hấp dẫn cận vệ doanh binh sĩ vây xem, vừa trở lại doanh trướng Chu Thắng Nam cùng Bạch Tố Tố tự nhiên cũng theo lại đây. Điện hạ thực lực thật mạnh a. À? lại có thể cùng trương phó doanh trưởng đánh hòa nhau. Bạch Tố Tố kinh ngạc nói. Nàng là bác phẩm võ sư, chỉ so với trương trùng nhược một cái cấp bậc, nhưng chân chính chiến đấu, nàng cũng không dám nói mình có thể cùng trương trùng dây dưa lâu như vậy. Ngươi sai rồi. Điện hạ thực lực là không kém, nhưng là rồi cùng ngươi tương đương, trương trùng là đè lên cảnh giới bồi điện hạ đánh đây. Xem ra hôm nay có chút đùa lớn rồi. Chu Thắng Nam giả dối cười cười nói rằng cái gì đùa lớn rồi? Bạch Tố Tố ngây thơ hỏi. Không cái gì, ngươi an tâm về đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn kế tục giảng giải binh thư chiến sách. Chu Thắng Nam cười vung vung tay. Bạch Tố Tố trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, nhìn về phía Chu Thắng Nam ánh mắt có thêm tia hồ nghi vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 87 Thiên Lang Thương Hội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phí thành ở vào Hắc thủy tỉnh đồ vật bộ chỗ giao giới, ra khỏi thành hướng đông bắc 30 dặm là được rồi Hắc thủy sông, lướt qua Hắc thủy sông là được rồi nguy cơ tứ phía Hắc thủy tùng lâm. Hắc thủy sông sông rộng ngàn trượng, dòng nước chảy xiết, trong nước sinh sống lượng lớn thủy hệ linh thú. Thủy hệ linh thú cực nhỏ từ Hắc thủy giữa sông lên bờ, Phản phất hắc thủy sông là được rồi linh thú thế giới cùng thế giới loài người biên giới. Nhưng một khi có người hoặc là giả thú tiến vào hắc thủy sông, chắc chắn gặp thủy hệ linh thú công kích, thậm chí có khả năng đưa tới tùng lâm nơi sâu xa cấp cao linh thú tham chiến. Ngoại trừ đại đường hắc thủy tỉnh vùng đất phía đông hắc thủy tùng lâm vào miệng lối vào, những địa phương khác linh thú đẳng cấp xâm nghiêm, giống như một thể nhân loại cực nhỏ đặt chân. Phí thành cũng là đại đường cùng Hắc Lan Hoàng Triều biên giới thành thị, là Hắc Lan Hoàng Triều cùng Hắc Thủy tỉnh mậu dịch vãng lai trọng yếu đường hầm. Liên tính đại đường cùng Hắc Lan Hoàng Triều khai chiến, phí thành thương lộ cũng không tăng toàn bộ đoạn tuyệt. Dù sao rất nhiều thương hàng đều là đến từ Hắc Thủy tỉnh phía đông, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, đại đường cũng không dám toàn bộ cấm tiệt. Dù sao đại đường hiện tại vẫn chỉ là cái vừa đạt được độc lập chủ đạo quyền trung cấp Hoàng Triều, vẫn chưa hoàn toàn thăng cấp cao cấp hoàng triều. Thời gian ba ngày, vệ quốc quân lấy hành quân gấp trạng thái hành quân mấy trăm dặm, rốt cục miễn cưỡng từ vệ thành chạy tới phí thành. Phí thành làm biên quan thành thị cùng thương mậu thành thị cũng không làm sao hùng vĩ, xem ra vẫn kém xa tích tắp vệ thành. Nhưng trong này duy nhất không giống là tại trên quan đạo vẫn như cũ có thể nhìn thấy nối liền không dứt thương khách. Có từ phía Bắc Tam Đại Lan Quốc đến thương khách, cũng có đại đường bên trong thương khách bởi vì phí thành đặc thù địa lý vị trí, nơi này trái lại chịu đến chiến tranh ảnh hưởng nhỏ nhất. Còn Hắc Lan Hoàng Triều 300.000 lan binh xâm chiếm sự tình hiện nay còn chưa có xảy ra. Đại đường là thăm dò biết được hiểu rõ Hắc Lan quốc bên trong tin tức mới có thể khẩn cấp điều binh trợ giúp phí thành. Vệ quốc quân đến phí thành bên dưới thành, nhưng quỷ dị ngừng lại. Báo cáo điện hạ, có đội buôn ngăn cản đường đi của chúng ta. Trần mặt phóng ngựa từ phía trước tới rồi đội buôn. Cái gì đội buôn gan to như vậy, lại dám chặn lại quân đội đường đi. Chính ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Lý Lân, nghe thấy lời ấy, tinh thần chấn động, nhảy ra xe ngựa hỏi. Là, vâng, đúng, thiên lang thương hội, thần lang hoàng triều ba đại thương hội một trong. Trần mặt mặt âm trầm nói rằng. Thần lang hoàng triều. Lẽ nào bọn họ muốn trực tiếp tham dự đến trong chiến tranh đến? Lý Lân sắc mặt trầm xuống, hiện tại phía bắc chỉ là tam đại lan quốc đột kích cũng đã để đại đường biên phòng áp lực tăng gấp bội nếu như hơn nữa tam đại lan quốc phía sau thần lan hoàng triều đại đường thật sự có thể có không chống đỡ được tuy rằng không biết có phải hay không là thần lan hoàng triều ý tứ nhưng thiên lan thương hội đúng là cố ý khiêu khích điện hạ chúng ta có hay không hẳn là thoái nhượng trần mặc thấp giọng nói rằng là một cái quân nhân ngay tại lúc này đưa ra thoái nhượng là một loại sĩ nhục Lý Lân sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới vừa đến nơi đây liền gặp gỡ như vậy vướng tay chân vấn đề. Điện hạ, hiện tại ta đại đường vẫn vẫn chưa cùng thần lang hoàng triều xé rách mặt, thỉnh điện hạ lúc này cần phải ẩn nhẫn. Chu Thắng Nam cũng nhận được tin tức đã chạy tới khuyên giải nói. Trầm tư nửa ngày, Lý Lân trong lòng rốt cục làm quyết định. Hắn quét trần mặt cùng Chu Thắng Nam một chút nói rằng. Ẩn nhẫn. Bổn hoàng tử tại tòng quân một khắc kia liền không biết cái gì gọi là ẩn nhẫn. Chúng ta là Đại Đường quân đội, đại diện cho toàn bộ Đại Đường lực lượng vũ trang. Tại từ chúng ta quốc thổ trên tại sao muốn đối với những thế lực khác ẩn nhẫn? Trần Mặc, ngươi là trước quân tiên phong, lập tức để Thiên Lang Thương Hội tránh ra đường. Nếu như bọn họ không từ, ngươi biết bây giờ nên làm gì? Đại Đường quốc uy cùng quân uy không cho bôi đen. Điện hạ này có thể hay không làm tức giận thiên lang thương hội sau lưng thần lang hoàng triều. Nếu như thần lang hoàng triều bởi vì chúng ta hôm nay kích động mà gia nhập chiến tranh, vậy ta các loại. Chờ liền bách tử mặt thứ. Điện hạ thỉnh cân nhắc. Trần mặt sắc mặt khẩn trương lên, chuyện này liên lụy rất lớn, một khi đưa tới thần lang hoàng triều chiến tranh, không cần nói hắn một cái nho nhỏ tỳ tướng. Liền tính lý lân hoàng tử này đều không gánh vác được. Trần mặt, ngươi là quân nhân, ngươi nói cho ta biết quân nhân sứ mệnh là cái gì lý lân trầm giọng hỏi về điện hạ quân nhân sứ mệnh là bảo vệ quốc gia trần mặc thân thể một chỉnh lớn tiếng nói đúng bảo vệ quốc gia hiện tại nước khác thế lực tại chúng ta thổ địa trên diễu võ dương oai ngươi quân nhân bảo vệ quốc gia vinh dự chi tâm đi nơi nào bổn hoàng tử nói cho ngươi biết quân nhân cái gì đều có thể ném chỉ có quân nhân sứ mệnh hòa khí tiết không thể mất mặc kệ phía trước kẻ địch cường đại cỡ nào chỉ cần bọn họ uy hiếp đến tổ quốc chúng ta an toàn chúng ta muôn lần chết không thể lùi về sau một bước đạo lý này cần bổn hoàng tử dạy ngươi sao lý lân rống lớn nói không cần mạc tướng biết nên làm như thế nào rồi trần mặt lớn tiếng đáp xoay người lên ngựa rời đi điện hạ chu thắng nam đầy mặt vẻ kinh dị nhìn lý lân mặt hắn làm sao suy đoán đều không nghĩ tới Lý Lân tại vấn đề này như vậy bạo liệt, quả thực hận không thể để thần Lan Hoàng Triều lập tức tham chiến. Tháng năm, ta biết ngươi kiên kỵ, thế nhưng ngươi vẫn là không đủ viễn. Từ thiên Lan Thương Hội có can đảm ngăn cản đường đi của chúng ta, bổn hoàng tử liền phán đoán ra thần Lan Hoàng Triều muốn đối với ta đại đường ra tay rồi. Chỉ là bọn hắn cao cấp Hoàng Triều giới hạn ở mặt mũi, không thật trực tiếp ra tay. Bởi vậy bọn họ cần một cái lấy cớ, một cái có thể công khai xuất binh cớ mà lấy cớ này có thể là bảo hộ bổn quốc thương hội cũng có thể là cái khác thậm chí có lẽ có đều có thể liền coi như chúng ta ngày hôm nay ủy khúc cầu toàn ngoại trừ cổ vũ kẻ địch kiêu ngạo kiêu ngạo ở ngoài kẻ địch nên ra tay thời điểm vẫn là sẽ xuất thủ nghĩ rõ ràng điểm này ngươi vẫn cho rằng bổn hoàng tử sẽ ở tự chúng ta thổ địa trên phóng túng kẻ địch sao lý lân trầm giọng nói rằng điện hạ ý của ngươi là thần lang hoàng triều tất nhiên sẽ ở gần đây ra tay chu thắng nam vẫn là không quá tin tưởng thần lang hoàng triều sẽ vào lúc này ra tay dù sao tam đại lang quốc vây công đại đường đã để đại đường mệt mỏi ứng phó cao cấp hoàng triều to lớn nhất có thể là ngồi xem phong vân nhiều lắm trong bóng tối cổ động một thoáng trợ giúp tam đại lang quốc một ít vật tư cái gì chân chính ra tay độ khả thi trước sau không lớn đương nhiên lý lân kiên định nói rằng lý do đây chu thắng nam không rõ trực giác lý lân thần sắc khôi phục lại yên lặng phun ra hai chữ này chu thắng nam không nói gì làm sao cũng không nghĩ tới lý lân dĩ nhiên bởi vì như thế cái lý do mà không tiếc đối với cao cấp hoàng triều thế lực cường ngạnh đến cùng trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn không bất kể chúng ta ngày hôm nay đánh không đánh thiên lang thương hội không đến mấy hôm hắc lang quốc ba trăm ngàn lang binh sẽ đánh tới làm vệ quốc quân quân sư nhiệm vụ của ngươi không phải cùng bổn hoàng tử thảo luận kẻ địch có đến hay không mà là hẳn là cân nhắc như thế nào mới có thể đem công kích của địch nhân toàn bộ tan rã lý lân thần sắc bình thản nói rằng chu thắng nam càng thêm uất ức nhìn về phía lý lân ánh mắt cũng là tức giận hắn quân sư này khi rất là uất ức hắn trước sau làm không hiểu lý lân cái này sinh trưởng ở thăm cung nhân chưa thức chán nản hoàng tử là làm sao nắm giữ như thế tinh chuẩn chiến lược ánh mắt cùng dám cùng toàn bộ thế giới là địch dũng cảm huống hồ lý lân trên người cái kia nồng nặc quân nhân khí cũng làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra tại phía thành bên dưới thành một nhánh đánh trắng như tuyết thiên lang cờ xí thương hội ngăn chặn đường đi bọn họ nhân số chỉ có mấy trăm người mười mấy chiếc xe ngựa nhưng từng cái từng cái đều là cao thủ dẫn đầu người rất trẻ tuổi, vậy chính là 27, 28 tuổi, trên người khí tức hạo nhược yên hải, tản ra tối nghĩa khí, dĩ nhiên là một tên tiên thiên cao thủ. Nếu như là tại đại đường những địa phương khác, tiên thiên cao thủ không thể nhận ra, nhưng trong này là phí thành, liên tiếp hắc thủy tùng lâm cùng phía bắc lan thần quốc gia đường hầm. Thiên lan thương hội làm thần lan hoàng triều ba đại thương hội một trong, cùng thần lan hoàng triều hoàng thất có ngàn vạn ti liên hệ có loại này nội tình cũng là không tính là gì dù sao tại chân chính thế lực lớn trong mắt tiên thiên cao thủ cũng chỉ là mới vừa vừa bước vào võ đạo tu luyện điện phủ tên này tiên thiên cao thủ họ kết bắc trạch tên đầy đủ bắc trạch khiếu nguyệt là thiên lang thương hội phó hội trưởng bắc trạch cái này dòng họ tại thần lan hoàng triều là một đại tính thần lang hoàng triều quốc sư là được rồi bắc trạch gia tộc cái bảy đời gia chủ bởi vậy bắt trạch gia tộc con cháu hầu như sinh động với thần lang hoàng triều mỗi cái lĩnh vực. Điều này cũng nói đến mức thông bắt trạch khiếu nguyệt có thể lấy tiên thiên nhất phẩm vương tọa thực lực liền đảm nhiệm thần lang hoàng triều ba đại thương hội một trong thiên lang thương hội phó hội trưởng trọng yếu nguyên nhân. Tiên thiên cao thủ đối với cao thủ không ra đại đường mà nói đã là cực đại uy hiếp, cũng là thiên lang thương hội chỉ là mấy trăm người liền dám khiêu khích mấy chục vạn đại quân to lớn nhất sức lực. Phó hội trưởng, ta đại đường quân đội là không dám động thủ. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Hiện tại biên quan thế cuộc đối với chúng ta có lợi, Hoàng Triều cũng không vội tại này nhất thời ra tay. Thiên lang Thương hội quản sự đi theo Bắc trạch khiếu nguyệt phía sau thấp giọng nói rằng. Không vội, lại đổ bọn họ một lúc, chỉ là một cái thành lập không tới 500 năm trung cấp Hoàng Triều dĩ nhiên mưu toàn thăng cấp cao cấp Hoàng Triều, thực sự là đủ không biết tự lượng sức mình, Bổn thiếu gia liền thích nhìn bọn hắn loại này dám nộ không dám dưỡng oan ức dáng vẻ. Như vậy nhu nhược vô năng quốc gia còn muốn thăng cấp cao cấp hoàng triều, thực sự là chuyện cười. Bắc trạch khiếu nguyệt đầy mặt khinh thường nói. Đát đát cộc. Trần mặt mặt lạnh phóng ngựa mà đến. Trở lại. Ha ha, nghe nói lần này thống binh chính là đại đường một hoàng tử. Ta ngã cũng muốn nhìn một chút này đại đường hoàng tử cùng chúng ta hoàng triều các điện hạ so với có chênh lệch lớn bao nhiêu. Bắc trạch khiếu nguyệt chút nào không có vẻ khẩn trương, phản phất hắn đối mặt không phải mấy chục vạn đại quân, mà là mấy chục vạn con không có lực sát thương cừu. Trần mặt phóng ngựa đi tới thiên lang thương hội trước, cao giọng hô. Đối diện thương hội nghe, ra lệnh cho các ngươi lập tức tránh ra, bằng không chúng ta đem lấy gây trở ngại quân vụ bắt các ngươi. Lời vừa nói ra, song phương tất cả đều ngạc nhiên. Ha ha! Chuyện cười, thực sự là chuyện cười lớn, các ngươi chỉ là trung cấp hoàng triều quân đội lại dám đối với chúng ta thần lang hoàng triều nói như thế, không thể không nói các ngươi ngu xuẩn. Bắt trạch khiếu nguyệt đầu tiên là đầy mặt vô cùng kinh ngạc, tiếp theo đó là xem thường cùng tiếu. Điện hạ có lệnh, ra lệnh cho các ngươi lập tức tránh ra thông lộ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trần mặt la lớn. Khẩu khí thật lớn, ngày hôm nay bổn thiếu gia vẫn liền không đi. Ta ngã. Cũng muốn nhìn các ngươi một chút điện hạ làm sao làm cho chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Bắt trạch khiếu nguyệt bệ vệ dưới trướng, đầy mặt xem thường nhìn về quốc quân. Trần mặt sắc mặt triệt để âm trầm lại, hắn phóng ngựa trở về trong quân. Rất nhanh, nhị sư tinh nhuệ tên nỏ doanh, cung tiễn doanh, trường mâu chiến trận toàn bộ động, hết thảy vũ khí toàn bộ chỉ về ngăn chặn con đường phía trước thiên lang thương hội thế cục lập tức khẩn trương lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Chuyện lớn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cung tiễn thủ bắn cung, cảnh cáo bọn họ. Trần mặt sắc mặt triệt để âm trầm lại, đối mặt mấy vạn quân đội áp lực, thiên lang thương hội vẫn như cũ thờ ơ, điều này làm cho hắn cảm nhận được một loại bị không để ý tới khuất nhục. Vèo vèo. Mấy chục con tên sát sát bắt trạch khiếu nguyệt da đầu bay qua, trong đó càng là có một nhánh bắn thủng đội buôn quản sự bị mũ. Thiên lang thương hội nhân thay đổi sắc mặt, đại đường quân đội dĩ nhiên thật sự động thủ. Bọn họ có thể là con có mấy trăm người, đối diện nhưng là có mấy vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, hơn nữa mấy vạn đại quân mặt sau còn có cùng cùng không ngừng quân đội tới rồi, phỏng đoán cẩn thận nhân số ít nhất tại 200.000 người. Hỗn đảng, các ngươi lại dám ra tay, các ngươi lẽ nào không sợ chúng ta thần lang hoàng triều trả thù sao? Bắt trạch khiếu nguyệt thay đổi sắc mặt, tuy rằng về quốc quân bắn ra này mấy mũi tên chỉ là cảnh cáo, cũng không đã thương người. Nhưng bắt trạch khiếu nguyệt vẫn là cảm thấy mình tiên thiên cao thủ tôn nghiêm bị dẫm lên. Lần thứ hai cảnh cáo các ngươi, lập tức tránh ra đường hầm. Bằng không chúng ta thật sự không khách khí trần mặt ẩn thân đại quân phía sau trầm giọng hô. Phó hội trưởng, làm sao bây giờ? Quản gia cũng có chút bối rối. Bọn họ mặc dù là thần lang hoàng triều ba đại thương hội một trong, tại toàn bộ đại lục Đông Bắc địa vực đều có ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là thương nghiệp tổ chức, không là cơ quan quốc gia. Tại thêm vào trước mắt bọn hắn chỉ có mấy trăm người, tuy rằng có tiên thiên cao thủ mang đội, nhưng tiên thiên cao thủ cũng căn bản gánh không được mấy chục vạn đại quân công kích, thật muốn đánh lên, bọn họ chỉ có thể thiệt thòi lớn. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta liền đứng ở chỗ này, lẽ nào bọn họ vẫn đúng là dám giết người không được? Bắc trạch khiếu nguyệt có chút thẹn quá thành giận. Hắn là thông qua quan hệ của gia tộc tọa tới thiên lang thương hội phó hội trưởng bảo tọa, bình thường cũng mặc kệ sự, đối mặt loại này không ở trong lòng bàn tay sự tình có chút lúng cuốn tay chân nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên cao thủ có tiên thiên cao thủ chính mình kiêu ngạo vệ quốc quân một cách không ngờ cường ngạnh để hắn khiếp sợ đồng thời cũng có chút phẫn nộ thần lan hoàng triều làm truyền thừa mấy ngàn năm cao cấp hoàng triều nội tình tự nhiên thâm hậu vô cùng tại toàn bộ đông bắc địa vực có thể cùng thế lực của bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại đại đường hoàng triều lại dám với đồng thủ với bọn hắn điều này làm cho hắn có loại bị khiêu khích sự phẫn nộ đội buôn quản sự không nói gì, không thấy được đối diện đã sáng lên tư thế, chính mình này mấy trăm người nếu như tử gian, thật có thể có tạo thành quân đội điên cùng vô dết. Chỉ là bắt trạch khiếu nguyệt không đồng ý thoái nhượng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì theo. Hồ Một vệt bóng đen từ trong quân nhảy vào thiên lang thương hội trong đội ngũ. Bành 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 Theo nổ vang, thiên lang đội buôn cao thủ từng cái từng cái bị đánh bại. Hỗn đảng dừng tay cho ta. Bắt trạch khiếu nguyệt hét lớn một tiếng. Cả người dường như một đạo màu xanh biếc bóng dáng vồ dết về phía bóng đen. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, bắt trạch khiếu nguyệt cả người ngã. Cũng bay trở về, trên người hoa phục nước ra vài đạo miệng lớn. Một cánh tay có chút mềm nhũng buông xuống được. Đại đường thiết giáp vệ. Bắt trạch khiếu nguyệt sắc mặt đỏ lên, giọng căm hận nói rằng này một trận giao thủ nhìn như chỉ có một thoáng, trên thực tế nhưng là giao thủ mấy chục lần, thiết giáp vệ cũng không thể không dừng lại, tại màu xám thiết giáp bụng trên xuất hiện một cái rõ ràng vết sâu. Xem ra vừa nãy giao thủ thiết giáp vệ cũng không có chiếm được tiện nghi. Đã sớm nghe nói đại đường thiết thiết giáp vệ, bổn thiếu gia ngã. Cũng muốn nhìn ngươi một chút cái kia hộp sắc bên trong đến cùng bao quanh cái gì mặt hàng. Bắt trạch khiếu nguyệt sắc mặt nghiêm túc, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây màu đen trường thương. Trường thương rung lên, thương mang không ngừng phục ra hút vào, vừa nhìn cũng không phải là phổ thông thần binh. Cọt kẹt, cọt kẹt. Lý lân xe ngựa chậm rãi chạy tới, Lý lân từ trên xe ngựa khoan ra. Thần sắc bình tĩnh nhìn chật vật không thể tả bắt trạch khiếu nguyệt. Bắt trạch khiếu nguyệt nhìn Lý lân một chút, trong ánh mắt tránh qua một vệt sát khí. Nhưng may là hắn không có hôn đầu, biết vào lúc này tuyệt đối không thể đụng vào Lý Lân, bằng không chắc chắn gặp phải cùng một trăm ngàn quân điên cùng phản công. Bởi vậy, hắn ép buộc chính mình đem mục tiêu nhìn về phía thiết giáp vệ. Dết! Bắt trạch khiếu nguyệt hổ gầm một tiếng, thương mang hóa thành đầy trời khủng bố sát khí, đem thiết giáp vệ triệt để bao phủ ở phía dưới. Thiết giáp vệ thân hình phồng lên, một đôi đồng dạng bao phủ tại thiết giáp bên trong trên nắm tay bộc phát ra rừng rực kim quang, từng đạo từng đạo quyền ảnh vô dết về phía màu máu thương mang. Bành bành bành. Hai người tự như hai đạo bóng dáng phiêu hốt bất định, thỉnh thoảng có sắc thép va chạm âm thanh truyền đến. Toàn quân yên lặng như tờ, đều lặng lặng nhìn một màn này. Tiên thiên cao thủ giao chiến cũng không là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Bành. Một đạo màu xanh biết bóng dáng ngã. Cũng bay ra ngoài, đập phiên vài chiếc xe vận tải. Chính là bắt trạch khiếu nguyệt chỉ thấy trên mặt của hắn xuất hiện một cái to lớn hài ấn, một tấm vẫn tính anh quân mặt trong nháy mắt sưng đỏ không thể tả, đặc biệt là mũi bị giẫm bẹp, trong lúc nhất thời bắt trạch khiếu nguyệt nước mắt giàn dụa, xem ra nói không ra chật vật. Trái lại thiết giáp vệ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuy rằng đều là nhằn nhịt khắp nơi hoa ngân, thế nhưng thiết giáp vẫn chưa bị đâm xuyên. Thiết giáp trừ một chút then chốt vị trí vặn vẹo ảnh hưởng sự linh hoạt ở ngoài, hầu như không có chịu thương thế gì. Bắn cung Lý Lân trầm giọng nói rằng. Toàn quân tinh thần vốn là căng thẳng, nhận được Lý Lân mệnh lệnh. Tên đỏ doanh, cung tiễn doanh đều theo bản năng xạ trong khi xuất thủ tiễn. Dày đặc mưa tên bao phủ hết thảy thiên lang thương hội người. Rất nhiều vừa bị thiết giáp vệ kích thương người không kịp làm ra phòng hộ đã bị mưa tên xạ thành con nhím, có chút may mắn không chết, phát sinh thê lương hết thảm. Đang muốn phát cuồng bắt trạch khiếu nguyệt thay đổi sắc mặt, một đạo chân khí màu xanh biết chiến giáp tại bên ngoài thân hình thành Chống đối quân đội phóng tới dày đặt mưa tên Đại đường hoàng tử, ta nhớ kỹ các ngươi Các ngươi sẽ vì ngày hôm nay hành động trả giá thật nhiều Bắt trạch khiếu nguyệt cao giọng hô Cả người trong nháy mắt từ mưa tên bên trong vọt ra Tấn như như ti chấp nhập vào phía thành Lý lân thờ ơ lạnh nhạt Cũng không hề chỉ thị thiết giáp vệ truy kích Đối phương là nhất phẩm vương tọa thiết giáp vệ mặc dù là nhị phẩm vương tọa cảnh giới, nhưng dù sao cũng là bị cáo chế khôi lỗi, biểu hiện ra lực chiến đấu cũng là nhất phẩm vương tọa đỉnh cao. Có thể kích thương bắt trạch khiếu nguyệt, đánh giết hắn căn bản không thể nào. Đem những người này bắt lại, nếu như thần Lan Hoàng Triệu thật sự khởi binh, vừa vặn giết bọn họ tế cờ. Lý Lân lạnh khóc nói. Toàn quân một mảnh hoang hô, nhìn về phía Lý Lân ánh mắt tràn đầy sùng bái. Cường nhân, chân chính cường nhân mặc dù đối phương là cao cấp hoàng triều thế lực cũng không chút nào nương tay. Theo như vậy thiết huyết thống soái quyết chiến xa trường mới có thể thật sự sản khoái dị thương. Cùng các binh sĩ nhận thức không giống, về quốc quân tại phía cửa thành hành động cũng bị cái khác thế lực khắp nơi thám tử nhìn thấy. Đại đường quân đội biểu hiện ra sát phạt quả đoán cũng làm cho thế lực khắp nơi chấn động. Tin tưởng không tốn thời gian dài, quanh thân thế lực đều sẽ biết đại đường xuất ra một cái tên thô lỗ hoàng tử, xuất quân đánh chết rất nhiều thiên lang thương hội người. Mà thần lang hoàng triều tất nhiên cũng đều vì này làm ra phản ứng, to lớn nhất có thể là thần lang hoàng triều trực tiếp xuất binh. Chuyện lớn như thế, gần trong gan tất phí thành lại không có phản ứng gì, điều này làm cho Lý Lân Tại không rõ đồng thời lại có một tia không tốt lắm dự cảm. Hơn nữa thiên lang hoàng triều tiên thiên cao thủ tại không địch lại dưới tình huống cũng lựa chọn trốn vào phí thành bên trong, tất cả những thứ này cũng làm cho Lý Lân đối với phí thành sinh ra hiếu kỳ. Tháng năm, phí thành thủ tướng là người nào? Lý Lân thấp giọng dò hỏi. Phí thành thủ tướng La Bân, đại đường Trấn Bắc Hầu. Trấn thủ phí thành 8 năm, Hắc Lan Quốc chưa bao giờ phạm biên. Chu Thắng Nam nói rằng, liền những thứ này. Lý Lân ngạc nhiên. Không sai, trong quân liên quan với Trấn Bắc Hầu La Bân ghi chép liền những thứ này. Chúng ta đến vệ thành thời gian quá ngắn, ta cũng không tới kịp hiểu rõ càng nhiều tình huống. Nhưng ta muốn có thể bị Phong vì làm trấn Bắc Hầu, cái này là bân hẳn không phải là cái đơn giản nhân vật." Chu Thắng Nam đồng dạng hiếu kỳ nói rằng. Lý Lân nghĩ đến hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là hắn cùng Lý Lân không giống, Lý Lân theo thói quen hướng về không tốt phương hướng tự hỏi, mà Chu Thắng Nam tình nguyện tin tưởng trấn Bắc Hầu là một kỳ nhân gặp gỡ liền biết rồi bất quá chúng ta ở cửa thành làm ra to lớn như vậy đồng tỉnh trong thành cũng không có đồng tỉnh này rõ ràng không bình thường chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng lĩnh binh chiến tranh không phụ thuộc vào lý lân không cẩn thận cẩn thận cửa thành quân coi giữ không nhiều hơn nữa từng cái từng cái phờ phạt đại quân áp sát cửa thành mới có người lại đây hỏi dò khi biết được là đại đường tam hoàng tử xuất quân đến đây sau khi cửa thành quan quân mới lo sợ tác mét mặt mày đã chạy tới. Mạc tướng lưu cơ gặp gỡ hoàng tử điện hạ, không biết hoàng tử điện hạ đến đây, mạc tướng các loại. Chờ không có từ xa tiếp đón. Ngân tiếp cửa thành quan quân bất quá là cái thập trường, hắn nhìn thấy Lý Lân cùng mấy chục vạn đại quân có chút kinh hoảng nói rằng. Không cần đa lễ, các ngươi tướng quân đây. Để hắn tới gặp ta. Lý Lân sâu sắc cau mày, cửa thành quân coi giữ thùng rỗng kêu to vừa ở cửa thành bên ngoài ngàn mét chuyện đã xảy ra bọn họ giống như hoàn toàn không biết. Loại này quỷ dị tình huống để Lý Lân rất là không nói gì. Tướng quân uống say rồi. Mạc tướng không đánh thức. Thập trường lưu cơ đầy mặt thấp thỏm nói rằng. Uống say. Lý Lân phát phi cười. Thành này môn tướng quân cũng thật là cực phẩm A, tại phía bắc tiền tuyến toàn diện rơi vào chiến tranh dưới tình huống, hắn lại vẫn có thể uống được say như chết ngươi có biết trấn bắt hầu được nơi, mang bổn hoàng tử đi gặp hắn. Lý Lân sắc mặt trầm xuống. Đây phí thành quỷ dị tình huống để Lý Lân liền sinh khí tâm tư đều thăng không đứng lên. Hắn chỉ muốn gặp gỡ cái kia đến phong trấn bắt hầu người đàn ông đến cùng là làm sao làm cho này dường như vô dụng thành thị không bị công kích. Mạc tướng biết, điện hạ xin mời. Lưu cơ nhìn thấy Lý Lân chưa từng truy cứu bọn họ tướng quân say rượu Việt, trên mặt thoáng thả lỏng. Phía thành đường phố rất rộng, hai bên đều là làm ăn tiểu thương, qua lại thương khách nối liền không dứt, một bộ thịnh thế phồn hoa cảnh tượng. Lý Lân mang theo cận vệ sư một giáo binh mã chậm rãi vào thành. Toàn bộ đường phố đều bị đã kinh động. Mọi người đều đối với vệ quốc quân rất là tò mò, chỉ chỉ chỏ chỏ cũng bàn luận xôn xao. Cận vệ sư đệ nhất giáo giáo úy trương trùng đi theo ở Lý Lân phía sau. Này đến phía thành dọc theo đường đi, Lý Lân tự nhiên cũng không nhàn rỗi, mỗi cái doanh giáo đều chiếm được mở rộng, phiên hiệu cũng đều cơ bản xác định. Cận vệ doanh 8.000 người mã mở rộng vì làm cận vệ sư, trương trùng cái này phó doanh trưởng cũng rốt cục quan phục nguyên chức, đảm nhiệm cận vệ sư tinh nhuệ nhất đệ nhất giáo giáo úy. Điện hạ, phía trước là được rồi trấn bắt hầu phủ. Lưu cơ chỉ vào đầu đường phần cuối một tòa đại biệt thự nói rằng. Chỗ này biệt thự ở vào phía giữa thành, phòng gác cổng rất cao, cửa lớn hai bên hai cái tô vẽ kim tất sư tử bằng đá uy vũ bất phàm. Hiện tại ngày chính trên giữa trưa, trấn bắt hầu phủ cửa lớn nhưng chăm chú giam giữ, tình huống rất là quỷ dị. Đi gõ cửa. Lý Lân lạnh giọng nói rằng. Ta đến. Trương trùng từ trên ngựa nhảy xuống. Từ bên hông lấy xuống một thanh thiết truy, khí thế hùng hổ hướng đi cửa lớn. Điện hạ không thể, tiểu nhân. Nhỏ bé đến gõ cửa là được rồi lưu cơ đầy mặt đại hãn trương hiệu úy thế này sao lại là gõ cửa nói rõ là muốn đập phá trấn bắc hầu phủ cửa lớn lý lân không hề bị lay động trương trùng đạt được ngầm đồng ý trên mặt càng là khà khà cười quái dị âm một tiếng vang thật lớn đem trên đường phố ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây trấn bắc hầu phủ thâm hầu tử đàn đại môn bị trương trùng rót vào toàn lực đập ra một cái đầu đại lỗ thủng Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 89 Trấn Bắc Hầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lớn mật, người nào tự tiện xông vào Trấn Bắc Hầu Phủ Từng tiếng quát từ cửa lớn bên trong truyền đến Cọt kẹt cọt kẹt, bị phá hư đỏ thắm cửa lớn một thoáng sụp đổ một nửa cùng trong thời gian truyền đến một tiếng gào lên đau đớn. Trương trùng mặt liền biến sắc, giờ thiết truy không biết có nên hay không kế tục nền xuống đi. Trở về. Lý Lân trầm giọng nói rằng. Trương trùng thở phào nhẹ nhõm, mà lưu chạy về Lý Lân bên người. Vừa nãy cửa lớn đập tới hẳn là đập trúng trấn bắt hầu phụ nữ quyến, nếu như nếu như đập ra cái tốt xấu đến, hắn thật là muốn chịu không nổi. Đầm. Nhìn nát đại môn bị một cước đạp bay, một cái chật vật thân ảnh từ trong cửa. Môn phái diện đi ra. Nữ hai. Lý Lân ngay người, làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện tình huống như thế. Lẽ nào toàn bộ trấn Bắc hầu phủ liền cái nhà trai đinh đều không có. Các ngươi thật to gan, không biết nơi này là trấn Bắc hầu phủ sao. Ăn gan hùng mật báo, lại vẫn dám ám toán cô nải nải. Chỉ thấy một cái 12, 13 tuổi tiểu la lị mặt mày xám xịt đứng ở cửa, ngắt lấy eo chửi ầm lên. Lý Lân rất là không nói gì, này trấn bắt hầu thật không phải bình thường địa phương, một cái phủ tiểu nha đầu lại dám chỉ vào đương triều hoàng tử mũi mạ. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, đây là tam hoàng tử điện hạ. Lưu cơ mãn đại hãn nói rằng, cái gì tam hoàng tử, bổn tiểu thư vẫn là trưởng công chúa đây. Ừm, ngươi nói ai? Nói đến một nửa, tiểu nha đầu đột nhiên kẹt, lắp bắp hỏi là, vâng, đúng, tam hoàng tử điện hạ, điện hạ xuất quân trợ giúp phí thành, sớm chạy tới. Lưu cơ đầu đầy mồ hôi, tam hoàng tử đủ mạnh mẽ, vừa tới cũng làm người ta đập phá trấn bắt hầu cửa lớn, trấn bắt hầu phủ nhị tiểu thư càng là lợi hại, dĩ nhiên chỉ vào tam hoàng tử mũi chửi ầm lên. Tam hoàng tử Tiểu nha đầu trận mắt ngoát mồm Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ trắng bệt, kinh hô một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy về trấn bắt hầu phủ đem một gậy tre nhân toàn bộ lượng ở tại nơi này. Lý Lân ngạc nhiên, đối với cái này trấn bắt hầu phủ càng thêm hiếu kỳ. Đây tột cùng là cái cái dạng gì địa phương, đồng thời đối với trấn Bắc hầu càng thêm hiếu kỳ. Lưu thập trường, vườn người kia là ai? Dám chỉ vào bổn hoàng tử mũi mạ, thực sự là to gan lớn mật. Lý Lân nghiêm mặt hỏi. Điện hạ bất giận, đó là trấn bắt hầu nhị tiểu thư, không? Lưu cơ nói lắp bắp. Lý Lân còn chưa chờ nói chuyện, toàn bộ trấn bắt hầu phủ truyền đến một hồi náo loạn âm thanh, một người trung niên hoảng loạn từ trong phủ chạy đến, càng làm cho Lý Lân không nói gì chính là, người trung niên này dĩ nhiên không có mặt hài, để trần cái đại chân liền chạy ra khỏi. Cũng còn tốt y phục trên người vẫn tính hoàn chỉnh, bằng không Lý Lân thật sự nếu muốn sai lệch. Người trung niên tới cửa điệu bộ này, sắc mặt một khổ. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã Lý Lân, trong mắt lóe ra một vệt sắc mặt vui mừng. Tham kiến tam điện hạ, mạc tướng không có từ xa tiếp đón, điện hạ thỉnh chuộc tội. Nam nhân trung niên ông quyền hành lễ. Vào lúc này Lý Lân mới nhìn rõ ràng hắn, nam nhân trung niên 37, 38 tuổi, mày kiếm lãng mục, xem ra rất là anh Tuấn. Chỉ là hiện tại hình tượng thật sự là quá mức gây go, trên mặt trâu ria sồng sàm, xem ra rất là lôi thôi, lại thêm để trần cái đại chân, tự nhiên để hắn hình tượng càng kém. Trấn Bắc Hầu Lý Lân không xác định hỏi. Chính là mạc tướng. Người trung niên cũng phát xuất hiện hình tượng của mình có vấn đề, lúng túng nói rằng. Lý Lân nhảy xuống xe ngựa, thần sắc hờ hững đi tới trấn Bắc hầu trước người. Hầu gia không cần đa lễ, xem ra là bổn hoàng tử đến không phải lúc. Lý Lân lặng thinh không đề cập tới vừa trấn Bắc hầu phủ nhị tiểu thư chỉ vào chính mình mũi chửi ầm lên sự tình, dù sao cũng là đại đường hầu gia, chung quy phải cho lưu chút mặt mũi. Hơn nữa vừa trấn bắt hầu lúc đi ra tuy rằng chật vật, thế nhưng trong lúc đi tiết lộ ra một tia nhàn nhạt tối nghĩa khí. Cho dù là lóe lên liền qua, nhưng Lý Lân vẫn là nhạy cảm phát giác hắn bất phàm. Cái này trấn bắt hầu dĩ nhiên là một cái tiên thiên cao thủ. Riêng là phát hiện này liền không phụ thuộc vào Lý Lân không trọng thị, đối với hắn cũng cũng không dám cho rằng phổ thông hầu gia đối đãi điện hạ nói quá lời. Xin mời vào, xin mời vào. Vào lúc này trong phủ mới chạy ra một đống lớn gia đình hộ viện, nhìn bị đánh nát cửa lớn cùng cửa khí thế hùng hổ quân đội, từng cái từng cái sắc mặt thay đổi. Lý Lân chưa từng khách khí, hắn cũng muốn mở mang này trấn bắt hầu phủ đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Các ngươi lưu lại chờ đợi. Lý Lân quay về Chu Thắng Nam liếc mắt ra hiệu, mang theo thiết giáp vệ ngẩng đầu mà bước đi vào trấn bắt hầu phủ. Trấn Bắc Hầu bước nhanh đuổi tới, khóa quốc cửa lớn thời điểm, đối với cửa chen chúc gia đình quát. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đem cửa lớn sửa tốt, nói cho cái kia bà nương, lão tử ở đâu tới khách nhân trọng yếu, làm cho nàng tự mình xuống bếp. Vâng. Gia đình ầm ầm mà tán, toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ triệt để náo nhiệt lên. Trấn Bắc Hầu phủ rất lớn, bên trong tân trang càng thêm tinh xảo, nước chảy cầu nhỏ, giả sơn quái thạch rất có gian nam phong vị tùy tiện Lý Lân còn tưởng rằng trở lại cảnh thái cung. Hầu gia, đây là. Lý Lân cho rằng Trấn Bắc Hầu tuy rằng hình tượng chật vật, nhưng từ khí chất đến xem hẳn là phiên phiên nho tướng. Nhưng hắn vừa mở miệng, lập tức phá hỏng tại Lý Lân trong lòng hình tượng, để Lý Lân không khỏi bay lên một cổ không thể nhìn mặt mà bắt hình dông cảm giác. Trong nhà bà nương không nghe lời, để điện hạ chê cười. Người mẫu phi có khỏe không? chỉ chớp mắt đã hơn 10 năm không gặp mặt rồi. Trấn Bắc Hầu La Bân cười cười nói rằng, "Ngươi biết Mẫu Phi?" Lý Lân ngạc nhiên. Đối với hắn bộ thân thể này mẹ, Lý Lân cũng không có cảm giác nhiều lắm, nghe nói tại Lý Lân 4, 5 tuổi thời điểm liền qua đời. Không nghĩ tới cái này không đi tầm thường đường trấn Bắc Hầu lại vẫn cùng mẹ là quen biết cũ. "Đương nhiên, năm đó chúng ta tuổi trẻ thời điểm đã từng đồng thời du lịch đại lục" chỉ là sau đó tổng quân lên phía bắc, mẹ của ngươi vào thăm cung, từ đây liền đứt đoạn rồi liên hệ. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy cố nhân sau khi. Trấn Bắc Hậu mang theo thổn thức nói. Mẫu phi tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, nói thật, ta thật sự không cái gì ấn tượng. Lý Lân có chút không tự nhiên nói rằng. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, mẹ cái từ này tổng thể là có thể tại đáy lòng của hắn khiến cho gần sống. Đáng tiếc mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều chưa từng hưởng thụ qua tình mẹ. Qua đời. Ngươi nói đùa đi. Mẹ của ngươi nhưng là võ đạo thiên tài, thân thể rất tốt, làm sao có khả năng tạ thế. Trấn Bắc Hầu mặt liền biến sắc, không thể tin tưởng hô. Từ Trấn Bắc Hầu phủ nội viện đi tới hai tên phong thái yếu điệu nữ tử, hơn nữa tướng mạo có bảy phần tương tự, tự như một đôi hoa tỉ muội. Chỉ là bên trái một cái một thân phu nhân trang phục, khí chất thành thục tôn quý trang nhã bên phải cái kia một thân giáp trụ xem ra anh khí bất phàm hơn nữa nhìn tuổi tác hẳn không phải là rất lớn nhìn về phía lý lân ánh mắt cũng mãn là tò mò phu quân nghe nói tam hoàng tử đến để ta xem một chút tú la nhi tử dung mạo ra sao bên trái trên người mặc cung trang mỹ phụ trung niên mở miệng nói phu nhân tú la chết rồi chuyện này ngươi có biết trấn bắc hầu sắc mặt không phải rất tốt ta cũng vậy tại 10 năm trước đạt được tin tức, lúc đó ngươi đang lúc bế quan. Nói cho ngươi biết lại có ích lợi gì. Huống chi ta luôn cảm thấy sự tình có chút không giống bình thường. Sau đó chúng ta lại nói tỉ mỉ, ngươi chính là Lân Nhi đi. Không nghĩ tới đã lớn như vậy rồi. Là phu nhân đầu tiên là tức giận trắng trấn bắt hầu một chút, sau đó chạy đến Lý Lân bên người, lôi kéo trên tay của hắn hạ đánh giá. Không sai, không sai, con mắt như bệ hạ mũi vẫn là như mẹ của ngươi la phu nhân dường như đánh giá nhi tử bình thường nói rằng phu nhân ngài cũng nhận thức mẫu phi loại này hiền lành thân mật để lý lân rất không dễ chịu không sai năm đó chúng ta đoàn người du lịch đại lục kết ra thăm hầu hữu nghị chỉ là sau đó xảy ra rất nhiều sự hơn nữa đại đường gặp gỡ náo loạn chúng ta mới không thể không trở về sau đó nhà chúng ta lỗ hổng này tòng quân lên phía bắc tọa trấn biên quan, chúng ta cùng mẹ của ngươi liên hệ cũng là thiếu. Mười năm trước ta thu được mẹ của ngươi tạ thế tin tức, vẫn từng sai người tìm hiểu, chỉ là từ đầu đến cuối không có kết quả. La Phu Nhân nói rằng, bệ hạ không có đối với chuyện này có biểu thì sao? Không được, ta muốn lập tức dân thư đế đô. Chuyện này không làm rõ làm sao xứng đáng chúng ta năm đó tình nghĩa. Trấn Bắc Hầu sắc mặt khó coi nói rằng, được rồi, chuyện này là ngươi có thể tham dự sao? Sang Nhi, ngươi trốn cái gì, đưa ngươi lão tử quần áo dày lấy tới. Thực sự là cho trấn Bắc hầu phủ mất mặt. La phu nhân hướng về phía giả sơn sau quỷ quỷ túy túy bóng người hô. Một cái xinh đẹp thân ảnh mài mài chíp chíp đi ra, cầm quần áo ném cho trấn Bắc hầu la bân, rất là ngượng ngùng trốn đến la phu nhân phía sau. Chính là mới vừa dũng mãnh dị thường trấn bắt hầu phủ nhị tiểu thư, chỉ là hiện tại nàng đã sớm thay đổi một bộ quần áo, chật vật tương diệt hết. Cả người dài đến giường như búp bê sứ giống như vậy, khả ái trình độ cùng giao cơ có liều mạng. Đó là của ta đại con gái La Lâm, đây là nhị con gái La Sang. Các ngươi còn không gặp gỡ Tam điện hạ. La phu nhân đem hai nữ nhân giới thiệu cho Lý Lân. Kính chào điện hạ. La Lâm từ gặp mặt bắt đầu cũng rất yên tĩnh, hiện tại mở miệng hướng về Lý Lân hành lễ rất là trầm ổn. Ngược lại là La Sang trốn ở La Phu Nhân phía sau chết sống không ra, nơi nào còn có vừa nảy chống nạnh mà phố lớn tư thế. Lý Lân vẫn chưa tại những này lễ nghi phiền phức trên dây dưa. So với bộ thân thể này chuyện của mẫu thân, Lý Lân càng lưu ý phí thành vấn đề. Hầu gia, vừa bổn hoàng tử vào thành thời điểm, cùng thiên lang thương hội nổi lên chút mâu thuẫn. Thiên lang thương hội Thần lang hoàng triều ba đại thương hội một trong bọn họ không đưa các ngươi như thế nào chứ? La Bân sắc mặt căng thẳng hỏi. Bổn hoàng tử mang theo mấy chục vạn đại quân, ai có thể làm gì ta? Bất quá chạy một cái tiên thiên cao thủ có chút phiền phức. Lý Lân ngạo nghễ nói rằng. Không có chuyện gì là tốt rồi, các loại, ngươi nói chạy một cái là có ý gì, lẽ nào các ngươi động thủ? Trấn Bắc Hầu sợ hết hồn. Đương nhiên, tại ta đại đường thổ địa trên ý đồ tập kích quân đội đương nhiên phải trả giá thật nhiều. Lý Lân đương nhiên nói rằng, Trấn Bắc Hầu trận mắt ngoát mồm, tin tức kia so với đập phá hắn cửa lớn vẫn để hắn chấn động. Một thân nữ giáp la lâm nhìn về phía Lý Lân ánh mắt đồng dạng tránh qua một vệt ngạc nhiên. Hỏng rồi, hỏng rồi. Lần này có thể phiền toái. Thần Lan Hoàng Triều luôn luôn ham muốn nhúng tay ta đại đường chiến tranh, hiện tại ngươi nhưng là đem nhược điểm sinh sôi đưa đến nhân gia trong tay. Trấn Bắc Hầu sắc mặt có chút lo lắng. Vội cái gì? Liên tính tam hoàng tử không làm như vậy, thần lang hoàng triều nhúng tay cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tần soái công văn ngươi cũng nhìn, lẽ nào những vấn đề này vẫn nhìn chưa ra? La phu nhân khinh bỉ nói rằng, ta không phải lo lắng thần lang hoàng triều nhúng tay, mà là lo lắng tam điện hạ an nguy, thiên lang thương hội không phải là đơn giản thương hội thực lực. Trong bọn họ cao thủ như mây, nếu như phái người đến ám sát, vẫn đúng là rất phiền phức. Trấn Bắc Hầu thở dài nói rằng, phí thành kể cả hát thủy tỉnh phía đông không hợp pháp địa vực, cao thủ lúc đó có qua lại, quá mức kiêu ngạo sẽ không có kết quả tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 rắc rối phức tạp. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. liền để điện hạ ở tại chúng ta trấn bắt hầu phủ, ta cái nào mắt không mở dám đến chúng ta trấn bắt hầu phủ ngang ngược. La phu nhân cười dài nói rằng, nhưng lời nói ra nhưng thô bạo mười phần. Là được rồi, là được rồi. Ai dám đến ngang ngược, để cha đánh gãy chân hắn. Trốn ở La phu nhân phía sau tiểu La lị La sang lộ ra đầu nhỏ tập hợp thú nói rằng nói bậy, các ngươi thật sự coi trấn Bắc Hầu Phủ là được rồi tường đồng vách sắt. Trong thành những thế lực kia cái nào không phải có tiên thiên cao thủ tòa trấn. Quên đi, nói với các ngươi các ngươi cũng không hiểu. Tam Điện Hạ, ngươi trước tiên ở trong phủ ở lại, chuyện sau đó chúng ta đang chậm chậm trao đổi. Là bân lắc đầu một cái, đối với khí thế mười phần phu nhân cùng con gái thật sự là không hề biện pháp. Không vội, lần này ta dẫn theo 25 vạn đại quân đến đây, doanh trại trụ sở còn cần phiền phức trấn bắt hầu thu xếp. Lý Lân cũng không lo lắng an nguy của mình, có thiết giáp vệ bất cứ lúc nào theo bên người, bình thường cao thủ căn bản không thể gây thương tổn được chính mình. Nếu như là cấp cao vương tọa ra tay, liền tính Lý Lân trốn về đế đô cũng chưa chắc an toàn. 25 vạn đại quân Điện hạ nơi nào đến nhiều như vậy binh lực? Căn cứ tình báo của chúng ta, điện hạ dưới trướng hẳn là chỉ có hơn 20.000 người người lâm quân mới đúng. La Phu Nhân không giải thích được nói. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, phí thành mạng lưới tình báo là nắm giữ ở La Phu Nhân trong tay. Trấn Bắc Hầu La Bân tuy rằng tu vi võ đạo bất phàm, nhưng thấy thế nào cũng không giống anh Minh Thống soái dáng vẻ. Ngược lại là La Phu Nhân không khéo cường hãn, rất có quả quyết khí chất điều này làm cho lý lân rất là tò mò la bân này trấn bắc hầu thân phận là làm sao tới tiến vào hát thư tỉnh sau hợp nhất chút thổ phỉ bất tri bất giác nhân số liền nhiều như vậy lý lân cười cười nói rằng trấn bắc hầu toàn gia cụ đều không ngữ một mình khoách quân vẫn khuếch đại ra mười mấy lần thật không biết lý lân là người không biết không sợ vẫn là căn bản sẽ không binh tướng bộ điều lệnh để ở trong lòng hơn nữa từ hắn không chút kiên kỵ bắn giết thiên lang thương hội thấy thế nào lý lân đều làm cho người ta một loại không cầm binh sự trẻ con miệng còn hôi sữa dáng vẻ lâm nhi ngươi lập tức đi vào thu xếp vệ quốc quân ta tạm thời trước tiên thu xếp tại thành tây đi trấn bắc hầu suy nghĩ một chút nói rằng hai mươi mấy vạn đại quân thu xếp đúng là cái vấn đề bởi vì lý lân đề đạt tới trước hơn nửa binh lực mở rộng nhiều như vậy sẵn có doanh trướng tự nhiên không có cũng may phí thành tuy rằng không bằng vệ thành đại thế nhưng làm biên cảnh thành thị, vật tư vẫn tính dồi dào, 200.000 quân lương thảo đồ quân nhu không tính là quá mức gian nan vấn đề. Trấn Bắc Hầu, vì sao trong thành phòng ngự như vậy thư giãn, hiện tại đại đường chân vũ quân đoàn mấy triệu nhân cắn dết ở trên chiến trường, phí thành cũng không phải là nhất định an toàn. Nếu như kẻ địch chia đột kích, lấy phí thành hiện nay phòng ngự tình hình căn bản là không thể đỡ được công kích của địch nhân. Lý Lân không giải thích được nói. Không sao, Phía thành mặc dù là biên cảnh thành thị, nhưng cũng cũng không phải là ta quốc cùng Hắc Lan quốc trước nhất theo phòng tuyến. Chân chính chiến tuyến tại thành Bắc 30 dặm, phí thành 50.000 quân phòng thành tinh nhuệ cũng tất cả đều trú đóng ở đó bên trong. Bởi vì có phía bắc đạo kia bình phong, phí thành mới có thể vẫn bảo trì như vậy an nhàn cục diện. La Phu Nhân cười giải thích. Lý Lân gật đầu một cái, nhưng hắn đối với La Phu Nhân giải thích cũng không làm sao tán đồng, dù sao phía Bắc lẽ nào phòng tuyến một khi sụp đổ, phía Thành là được rồi đại đường cuối cùng bình phong, nếu như không trần tu chiến bị, một khi thật sự khai chiến sẽ ra vấn đề lớn. Người cho rằng ta không muốn đem phía Thành kinh doanh thành quân sự cứ điểm. Không phải là không muốn, mà là căn bản liền không làm nổi. Nơi này là phía Bắc các nước cùng hắc thủy tỉnh vùng đất phía đông to lớn nhất thương lộ đường hầm, ven đường thế lực trắc trối phức tạp liền tính trấn bắc hầu phủ đứng phía sau đại đường cũng vẫn như cũ khó có thể đạt được tuyệt đối chủ đạo quyền hơn nữa bởi vì lợi ích liên lụy đại liền phong tỏa con đường này cũng không thể chúng ta cũng là không có cách nào la bâng thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói làm đại đường trấn bắc hầu hắn cũng chỉ có thể bảo đảm phí thành chủ đạo quyền thuộc về đại đường xa xa không xưng được đem nơi này chế tạo thành tường đồng vách sắt Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là thẹn với hoàng đế bệ hạ nhắc nhở. Là kiểu gì thế lực liền trấn bắt hầu ngươi này tiên thiên cao thủ đều cảm thấy khó có thể đối phó. Lý Lân tò mò hỏi. Ngươi có thể nhìn ra thực lực của ta? La Bân có chút ngạc nhiên. Vào lúc này Trấn Bắc Hầu mới phát hiện Lý Lân trên người cổ quái. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Lý Lân cụ thể thực lực, tổng thể cảm giác Lý Lân thực lực tại võ sư trung giai cùng cấp cao bồi hồi tình huống như thế là chưa từng có, từ hắn đột phá đến tiên thiên, tiên thiên dưới võ giả thực lực hầu như một chút liền có thể thấy được. Phụ hoàng phái cho ta thiết giáp vệ, tiên thiên nhị phẩm vương tọa, là hắn nói cho ta biết. Lý Lân chưa từng thừa nhận, chỉ là đem thiết giáp vệ đẩy ra. Nhị phẩm vương tọa. La Bân con ngươi co rụt lại, nhìn về phía thiết giáp vệ thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn thiết giáp trách trách rưới rưới, đúng là tiên thiên nhị phẩm vương tọa cao thủ. La Sang thò đầu ra hỏi. Bởi vì vừa ô long sự kiện, nàng có chút không dám lý lân, rất sợ hắn tìm chính mình gây phiền toái. La Phu Nhân nếu như biết nàng đã từng chỉ vào là tam hoàng tử mũi mạ, này một lúc cơ lê là chạy không được. Tiểu La Lị đối với mẹ rất là sợ hãi, tự nhiên không dám ra đầu gây phiền phức. Những này hoa ngân là mới vừa cùng thiên lang thương hội người lúc chiến đấu lưu lại. Lý Lân nhàn nhạt giải thích. Hắn không muốn tại thiết giáp vệ trên người nhiều lời, dù sao thiết giáp vệ trên người liên quan đến đến hoàng thất bí mật, cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là bản năng cảm thấy khiến người ta đối với thiết giáp vệ hiểu rõ quá nhiều không phải cái gì chuyện tốt. Đại quân thu xếp cũng không cần Lý Lân bận tâm, tự nhiên có la sang cái này trấn Bắc hầu phủ đại tiểu thư cùng Chu Thắng Nam đi giao tiếp. Lý Lân bởi vì mẹ cùng trấn Bắc hầu vợ chồng là bạn cũ, tự nhiên công khai được vào. Đối với này, Trấn Bắc Hầu nhị tiểu thư La Sang vẫn là rất có ý kiến, dù sao Lý Lân ở tiểu viện của nàng. Nàng đang kháng nghị không có kết quả sau khi, chỉ có thể ủy oan ức khuất dời vào đại tỷ La Lâm tiểu viện. Trấn Bắc Hầu phủ đương nhiên không phải là không có phòng trọ, thế nhưng là phu nhân nhưng cố ý để Lý Lân trụ đến hậu viện, dường như người nhà bình thường ở cùng một chỗ. Đối với La Phu Nhân hảo ý Lý Lân không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý, huống chi là phu nhân hiền lành thái độ làm cho hắn rất là thân cận. Ngày thứ ba, tại Lý Lân dưới mệnh lệnh, vệ quốc quân xuất phát lên phía Bắc. Đây là trấn Bắc Hầu kiến nghị, vệ quốc quân thành phần thật sự là quá phức tạp, phỉ binh tỷ lệ quá cao. Như vậy quân đội đánh thuận phong trường còn có thể, một khi gặp gỡ đánh bại, rất dễ dàng toàn diện băng bàn, bởi vậy, vệ quốc quân nhất định phải tiến hành nghiêm lệnh quân sự huấn luyện. Mà phí thành địa vực nhỏ hẹp, rõ ràng không thích hợp đại quân huấn luyện. Thành Bắc đến đạo thứ nhất phòng tuyến trong lúc đó địa vực bao la, lại tới gần hát thủy Tùng Lâm, thỉnh thoảng có linh thú lướt qua hát thủy trên sông Ngạn, điều kiện rất là ác liệt, phi thường thích hợp đại quân huấn luyện. Để Lý Lân không nghĩ tới chính là, Trấn Bắc Hầu đề cử huấn luyện viên ứng cử viên dĩ nhiên là Trấn Bắc Hầu Phủ Đại Tiểu Thư La Lâm. Đừng xem Lâm Nhi là một nữ tử, nhưng nàng từ nhỏ tại quân ngũ trưởng đại, quen thuộc trong quân đại sự vụ nhỏ, càng là đối với phía bắc địa lý hoàn cảnh rất tin tường. Hiệp trợ điện hạ quan quân huấn luyện sĩ tốt tuyệt đối không thành vấn đề. Trấn Bắc Hầu đối với đại con gái rất là xem trọng. Nếu như nàng không phải con gái thân, tất nhiên sẽ là Trấn Bắc Hầu trấn áp biên phòng hay nhất trợ lực. Hầu gia nói quá lời. Ta không là không tin la lâm tiểu thư năng lực, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Lại nói vệ quốc trong quân cũng có một nhánh nương tử quân, là Lâm tiểu thư đi tới tin tưởng cũng sẽ không cô đơn. Lý Lân cười nói. Điện Hà quả nhiên hảo quyết đoán. Nương tử quân đã tại đại đường trong quân thủ tiêu hơn 100 năm. Nếu như Lâm Nhi biết Điện Hạ dưới trướng có một nhánh nương tử quân, chỉ sợ ta cái này khi phụ thân đều lưu không được nàng. Chính cái gọi là biết con gái không ai bằng cha, nữ nhi của mình là một cái gì tính cách hắn rõ rõ ràng ràng. Đều là bởi vì năm đó chiến loạn nhiều lần, bọn họ phu thê đều ở trong quân dẫn đến đại con gái mưa dầm thấm đất dưới đều là quân lữ khí dưỡng thành một bộ nam nhi khí khái bình sinh nguyện vọng lớn nhất không phải giúp chồng dạy con cũng không phải là võ đạo tuyệt luân dĩ nhiên là dựa vào quân công phong hầu bái tướng tái hiện đại đường nữ tướng đã từng phong thái la lâm tiểu thư chịu đến ta đương nhiên hoan nghênh bất quá hầu gia so với phía bắc uy hiếp phí trong thành nhưng cũng không bình tĩnh đi lấy thực lực của ngươi đều không thể nắm giữ toàn cục nói rõ nơi này có chút rất thế lực cường đại hoặc là những thế lực lớn khác chi nhánh lý lân trầm giọng nói rằng trấn bắc hầu gật gật đầu nói không sai trong thành quả thật có mấy cổ thế lực thực lực rất mạnh như bị các ngươi đánh giết thiên lang thương hội cũng có phân bộ ở chỗ này nơi nào quanh năm có tiên thiên cao thủ tọa trấn thực lực sâu không lường được ngoại trừ thiên lang thương hội còn có cái khác mấy cái không kém thế lực đều là chúng ta không thể dễ dàng xử lý. Điện hạ, ngươi mà lại an tâm ở lại, những thế lực này cùng ta quốc ký kết quá minh ước, không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ là sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thiên Lang Thương hội hành động cũng là bọn hắn phó hội trưởng Bắc Trạch Khiếu Nguyệt tự ý quyết định. Hiện tại Bắc Trạch Khiếu Nguyệt đã bị giam lệnh rời khỏi phí thành, quay lại thần lang hoàng triều. Điện hạ, những này bị nắm Thiên Lang Thương hội người có hay không có thể thả đi? e sợ không dùng tới. Bắt trạch khiếu nguyệt trời đi, kẻ địch cũng không xa. Lý Lân trầm giọng nói rằng. Bắt trạch khiếu nguyệt chạy trốn lúc quán độc Lý Lân nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Như hắn loại kia dựa vào lực lượng của gia tộc leo lên địa vị cao con cháu thế gia, nếu như sau lưng không có người nào là không thể nào làm ra tại đại đường khiêu khích đại đường quân đội hành vi. Lý Lân tin tưởng, thiên lang thương hội phân bộ làm như vậy, to lớn nhất khả năng là được rồi điển kịch, để Lý Lân đem bắt lấy thiên lang thương hội người thả. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lý Lân càng thêm sẽ không tha đi bọn họ. Hắn nhưng là tại vạn quân trước mặt từng nói, nếu như thần lang hoàng triều tham chiến, liền lấy những người này đầu người đến tế cờ. Đối với kẻ địch, Lý Lân xưa nay sẽ không lòng dạ mềm yếu. Điện hạ. Trấn Bắc Hầu chần chờ một chút nói rằng. Chuyện này liền không cần nói, nếu như thần lang hoàng triều không đến, bọn họ tự nhiên cũng là an toàn bất quá hầu gia mặc dù trong thành rất nhiều thế lực khó đối phó nhưng phí thành làm biên tái thành thị phòng ngự như vậy lơ là cũng thì không được bổn hoàng tử sẽ lưu lại một giáo nhân mã chỉnh đốn trong thành phòng ngự bổn hoàng tử ngã cũng muốn nhìn một chút vào lúc này phương nào thế lực dám trước tiên nhảy ra lý lân trầm giọng nói rằng trấn bắc hầu có chút gật đầu bất đắc dĩ đối với lý lân sát phạt quả đoán tính cách có nhất định hiểu rõ. Điện hạ xin yên tâm nghỉ ngơi, một khi Lan Quốc đột kích, chúng ta chỉ sợ cũng cũng không còn loại này sống yên ổn tháng ngày có thể quá. Lý Lân gật đầu một cái, không ai yêu thích chiến loạn, thế nhưng rất nhiều lúc chiến loạn đều là không hẹn mà gặp. Mà Lý Lân muốn làm chính là tại trong chiến loạn bảo tồn lớn mạnh chính mình, đồng thời không ngừng suy yếu kẻ địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video